chương 61. Du ngư 62. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kèm hai bên tầng kỳ. Du Tùng thấp giọng nói bốn chữ này, hỗn loạn trung, không biết nàng đã hiểu không có, thấy nàng cởi ra áo lông hướng bên kia đi, hắn luống cuốn. Thiết trùy là hắn tối hôm qua từ phía sau vứt bỏ thiết bị thượng rút ra, chỉ có nửa bàn tay hắn trường, còn chưa có ngón tay út thô, toàn thân gỉ ở, đỉnh động tỏa, lúc đó hát tử chính ngủ gật, nhất thời không chú ý hắn. Khi thiết trụy liên sợi dây đô cắt không ngừng, không hiểu được nàng muốn làm gì. Dư Nam đi qua, trọc đầu dâm. Cười khẩu súng bó đến lưng quần lý, kéo một phen Dư Nam, nàng té đối phương trong lòng, Hắc tử cùng khác mấy người cũng vây quá khứ dở trò. Du Tùng Răng thử dục nước ra, toàn thân căng thẳng, trên đùi máu không ngừng chảy ra. Hắn hướng tiền xoay thân thể, chiếc ghế phát ra kẻo kẹt kẻo kẹt tiếng vang. Ta thao. Mẹ ngươi, dừng tay. Hắn trống ra. Trong lúc nhất thời, trống trải nhà xưởng vang vọng những người kia cuồng vọng dâm. Ta cười, không người để ý hội hắn. Dư nam nhỏ gầy thân ảnh mau bị vùi lấp ở trong đám người, nhoáng lên thần, hắn thấy nàng hướng chính mình túi quần sờ soạn. Du tùng biến sắc, dư nam nếu như xuất thủ, hậu quả khó lường trong tay bọn họ cũng có thương cùng chủy thủ không đã thương được bọn họ ngược lại sẽ làm cho nàng rơi vào nguy hiểm hắn xông bên cạnh hô thanh cho ta bả đao ta tự mình tới lữ xương dân khuôn mặt mỉm cười đang đứng một vừa thưởng thức nghe hắn nói nói xông bên kia nhượng thanh trọc đầu không cam lòng nhưng cơ hội hướng dư nam ngang hông lại miết một phen du tùng nhìn về phía dư nam nàng phát mất trật tự áo lót dây đeo vai xả rụng một bên quần hoàn hảo hắn thô thở gấp thu hồi ánh mắt buông ra ta cho ta bả đao lữ xương dân nga ngươi không muốn xem ta chết sao ta tự mình tới lữ xương dân cười có ý tứ trọc đầu đi về phía trước bộ lữ ca nghĩ rõ ràng đem hắn buông ra ngoại một du tùng nói ta bị thương thành như vậy ngươi còn sợ túng tượng cái cháu trai biệt mẹ hắn ra mất mặt xấu hổ trọc đầu xông về phía trước, muốn đào lưng quần khác thương, thao, lão tử hiện tại liền tể ngươi. Đứng lại cho ta. Lữ xương dân uống thanh, trọc đầu không cam lòng, lui về đến, hướng trên mặt đất phun ra miệng nước bọt. Lữ xương dân xem xét hắn một lát, du tùng mặt không có chút máu, mấy phút nội môi trắng bệt khô nước, trên bụng lông y miễn cưỡng trì hoãn huyết lưu tốc độ, đùi thỉnh thoảng co giật, đích xác đã sức trói gà không chặt. Hắn xông hắc tử bày một chút tay, cho hắn mở trói hắc tử trù trừ vài giây không hé răng đem trên người hắn sở hữu dây thừng cởi ra du tùng đồi ở ghế trên nhẹ nhàng hoạt động hạ thủ cổ tay đao hắc tử nhìn về phía lữ xương dân lữ xương dân viết miệng cho hắn du tùng nhận lấy đồng thời sổ khẩu súng nhắm ngay hắn ánh mắt tập trung ở trên người hắn cẩn thận đê động tác của hắn du tùng rủ xuống con ngươi lật xem hai cái trên tay đao chính là vừa dư nam đâm hắn kia đem, hắn cười hạ, che bụng dưới gian nan đứng lên. Hắn không thấy dư nam, mắt ở trước mặt nàng trên mặt đất định rồi mấy giây, hình như cho nàng thời gian bình tĩnh cùng tự hỏi. Mọi người ở đây cho là hắn thanh thủy thủ cắm. Nhập trong thân thể lúc, du tùng dùng hết chỉ có khí lực, đem phía sau ghế tự hướng trong đám người hung hăng ném đi. Bất ngờ không kịp đề phòng, có người nâng cánh tay ngăn trở, có người ghiềm súng, có người liên lùi lại mấy bước. Dư Nam đột nhiên nhấc chân hướng khác một cái phương hướng chạy, Tần Kỳ an vị ở cách đó không xa, nhất thời khiếp sợ quá độ, không biết phản ứng. Nàng một phen bước lên Tần Kỳ, lạc ở nàng gáy, một tay kia thiết trùy để ở cổ nàng. Còn đứng không vững, phanh một tiếng súng vang theo bên tai truyền tới, tay nàng rung lên, thiết trùy ở nàng non mịn của thượng đồng dạng điều hồng vết. Tần Kỳ ai gọi? Lữ ca, cứu ta! Dư Nam khóe mắt có một bóng dáng thẳng tắp ngã xuống, nền ở thủy trên đất bùng nhất thanh muộn hưởng. Nàng hoảng sợ quay đầu lại, Du Tùng nằm trên mặt đất, ngực trái nhiều ra một vệt máu, hắn mở suy nghĩ, không ngừng co quắp. Một lúc lâu, Du Tùng, nàng thất thanh. Thời gian dường như dừng hình ảnh, ngoài cửa sổ hỗn độn thanh âm đột ngột dừng lại, đỉnh đầu mờ nhạt trùng tia sáng hạ, thật nhỏ bụi bặm đình trệ không rơi bên tai chỉ nghe thấy hắn trầm trọng hơi có vẻ chậm chạp hô hấp, một chút chút đánh ở nàng trong lòng. Dư Nam thanh âm khàn khàn, Du Tùng. Du Tùng có chút phản ứng, thông thả nghiêng đầu, nhìn nàng, ánh mắt rời rạc. Dư Nam lòng tràn đầy bi thương, một cổ đau đớn bố thiên đắp xông tới, có một chớp mắt nàng quên hô hấp, trong mắt lệ nóng hổi, rơi xuống, trước đốt thành tro. Nàng kiến giải thượng nhân quay một chút khóe môi, môi mấp máy, bên người ngón cái chậm rãi dựng thẳng lên đến nàng biết hắn là khen nàng làm tốt lắm những người kia thay đổi phương hướng hướng về phía dư nam đến dư nam mắt lộ ra ngoan sắc một cái dùi chui vào tầng kỳ hõm vai lý hung hăng một nhổ tầng kỳ gào lên một tiếng nghiêng đầu khóc lên lữ xương dân ghiềm súng cho ta buông ra dư nam nói lui về phía sau lữ xương dân không động Dư Nam rống, đô mẹ hắn cho ta thối lui đến chân tường đi. Lữ xương dân bước chân chậm chạp. Dư Nam một tiếng cười lạnh, thiết trùy thông thả hạ dời, đỉnh đến tầng kỳ trên bụng. Tần kỳ lắc đầu, bất, bất, lữ xương dân trừ một ngụm khí lạnh, vừa nhấc tay, mấy người thông thả sau này dời. Dư Nam theo hướng tiền, cách du tùng càng ngày càng gần. Lữ xương dân nói, ngươi bình tĩnh một chút, trước đem vật kia buông, cái gì cũng tốt nói ta có thể tống hắn đi bệnh viện thả ngươi cắt hắn cắn răng một cái chớ đem ta bức nóng nảy đảo lúc mặc kệ tần kỳ chết sống các ngươi một đô sống không được dư nam điên rồi liên mệnh cũng không muốn căn bản không sợ hắn uy hiếp nàng dùng sức để một chút tần kỳ bụng dưới ngươi tới a không sợ đoạn tử tuyệt tôn ngươi tới a lữ xương dân thỏa hiệp bàn tay xuống phía dưới đè trấn an nàng ngươi trước đừng kích động Dư Nam nói, khẩu súng ném trên mặt đất, Lữ Sương Dân tay một trận, nàng kêu, ném, hảo hảo, ném. Lữ Sương Dân nhìn chầm chầm nàng, cúi người khẩu súng để xuống đất, trọc đầu gọi, Lữ Ca. Lữ Sương Dân bỗng nhiên xoay người lại, một bàn tay phiến trên mặt hắn, biệt mẹ hắn lời vô ích, buông. Hắn tức giận không chỗ phát tiết, toàn bộ thả ra ở một tác này thường, chỗ đó biên nhi là lão tử loại trọc đầu nghiêng đầu, khóe miệng chảy máu. Hắn thô thở gấp, hai má nhô ra, vừa buông thương lại đột nhiên dơ lên. Phanh một tiếng súng vang, phá vỡ táo bạo rung chuyển đêm. Du Tùng rời rạc trong mắt trong nháy mắt tập trung, trái tim chợt chặt lại, máu ngưng tụ, hắn bằng vào toàn thân khí lực ngẩng đầu, dư nam lông tóc không tổn hao gì đứng ở bên cạnh hắn. Vừa nhấc mắt, hướng đối diện nhìn lại, lại là sửng sốt một móng tay đại tiểu máu lỗ thủng ở giữa trọc đầu mi tâm, là từ dư nam phía sau cao dưới cửa sổ bắn. Vào. Mọi người trốn mắt, lúc này, nhà xưởng cửa sắt một tiếng phá, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, dần dần tràn ngập ra đến. Lữ xương dân cấp tốc nhặt lên trên mặt đất thương, xung quanh tránh né, tìm kiếm dấu kín địa điểm, mấy người còn lại cũng hoảng bất chọn lộ. Trong lúc nhất thời, không người để ý sẽ đối với mặt dư nam cùng du tùng, thậm chí là Tần Kỳ. Dư Nam trong lòng dấy lên hy vọng, một phen đẩy ra Tần Kỳ, giá ở du tùng dưới nách hướng phía sau thật lớn thiết bị di động. Hắn quá nặng, di động không được mảy may. Dư Nam tới sát tay hắn, bật thốt lên gọi, cục cưng, ngươi quá nặng, vừa mới nói mấy chữ, nàng nghẹn ngào. Bên tai từng tiếng thương vang cùng tức giận mắng, một loại vô vọng cùng bất lực thay thế vừa mới mọc lên một tia hy vọng, nàng cắn chặt răng, khóa chặt tay hắn cánh tay, hai chân đạp, trương thạch tới, cảnh sát cũng tới, ngươi được chống đỡ. Ngoan, chính mình dùng điểm lực. Du tùng toàn thân vô lực, mắt hoa mắt, đảng nàng nói mỗi câu nói rõ ràng truyền vào tai hắn lý. Hắn muốn cười, nàng lạnh như thế ngạnh nhân, kia xưng hô kinh nàng miệng nói ra vi hòa đến cực điểm, cho vào bình thường, đánh chết nàng cũng sẽ không gọi. Nhưng hắn vừa thương xót ai cười không nổi, hiện tại nàng nên có bao nhiêu vô trợ chịu dùng lời tâm tình đến hống hắn dái tai một trận đau nhói nàng cắn hắn cơ hồ phát cuồng khóc con mẹ nó ngươi còn là nam nhân sao sử lực du tùng cũng muốn sử lực nhưng hắn căn bản không động đậy dư nam hung hăng cắn đi xuống ngươi được sống được sống sót nói hảo cho ngươi một lần cơ hội ta cho ngươi ngươi không muốn sao nàng ôm chặt hắn hai má lệ thuận hắn cổ áo chảy vào đi vang cầu ngươi, sống. Lệ Giang đêm đó, là Dư Nam 24 tuổi sinh nhật, Minh Minh đã định trước, làm cho nàng đụng phải Du Tùng. Ở các bánh tiền, nàng vụng trộm hứa một nguyện, rất đơn giản, cũng bất quá hy vọng Thượng Đế thương hại, miễn nàng trôi giạt khắp nơi, miễn nàng cơ khổ không chỗ nương tựa. Ngay một ngày trước, khi hắn đứng ở ngoài cửa, ánh mắt vội vã kia một viết, nàng rốt cuộc xác định, nguyện vọng khả năng thực hiện lại bất ngờ không kịp đề phòng, lão thiên thương tình như vậy ngắn, nàng khả năng sắp muốn mất đi, giờ khắc này, nàng sợ. Du Tùng rốt cuộc có đáp lại, thông thả quyền khởi một chân. Dư Nam mắt sáng trực lên hạ, một lần nữa nhấc lên hắn, còn chưa có động, bỗng nhiên có một bóng dáng chụp xuống đến, nâng Du Tùng cánh tay, hợp lực đem nhân kéo dài tới thiết bị hậu. Dư Nam dương mắt, người nọ mang theo phòng hộ mặt nạ, một thân tím trang phục, có phối. Thương là một cảnh sát. Hắn nói. Trốn hảo. Lữ xương dân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quy chuẩn không đương ra bên ngoài phóng một thương, bằng vào tạp vật ngăn trở, từng bước một hướng phía sau khác một cánh cửa na đi. Đồng bọn có một nhân nhất tay đầu hàng, hắc tử cùng hai người khác trốn ở bất đồng xử tiếp tục chống lại. Tần kỳ nằm bò trên mặt đất, không biết đường đi, ôm bụng ô ô khóc. Nhà xưởng bầu trời treo thấp kháng giọng nam, các ngươi đã bị cảnh sát vây quanh, buông vỏ. Ký, lập tức đầu hàng. Lữ xương dân tấm tựa sắc lá, gấp thở gấp, ta đầu mẹ ngươi. Hỗn loạn trung, hắn nghe thấy một tiếng thấp gọi, Lữ ca. Lữ ca, ngươi ở đâu, nhanh lên một chút cứu cứu ta. Hắn chấn động, đầu dáng sắc lá ra bên ngoài liếc nhìn, tần kỳ liền nằm bò ở cách đó không xa trên mặt đất, hắn thấp giọng, này đâu, mau tới đây. Tần kỳ vui vẻ, chẳng tiếc thân thượng khó chịu, đứng dậy hướng này phương hướng chạy tới. Lữ xương dân thấp xích, thao, sắp xuống. Có cảnh sát chú ý tới bên này, lữ xương dân dơ súng lên, giúp nàng yểm hộ. Lần này không bắn trúng, đánh ở bên cạnh thép tấm thượng, thép tấm cách tầng kỳ không đến hai thước, hỏa tinh bắn ra bốn phía gian, lại thấy thân thể nàng nhoáng lên. Tần kỳ bất động, vẻ mặt kinh ngạc, thông thả cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng dưới, vài dây hậu, máu tươi lan tràn ra nàng bị hắn đạn lạc bắn trúng thân thể mềm nhũng quay té trên mặt đất hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm trong góc lữ xương dân chưa khô lệ tràn qua sống mũi rơi trên mặt đất cuối là đích thân hắn vết hắn loại à, a lữ xương dân không khống chế được đứng dậy sông phía trước phanh phanh liên khai hai thương người ít không đánh lại đông hắn bại lộ vị trí trong nháy mắt bị đánh thành đồng hồ cát lữ xương dân hội nhiên ngã xuống đất theo tầng kỳ phương hướng ngón tay giật giật mất đi ý thức trước trong đầu vang vọng bọn họ vừa mới nói lời không đến cuối cùng người thắng là người nào không biết này không gọi duyên phận gọi báo ứng bây giờ hắn đoạn tử tuyệt tôn không người chăm sóc người thân trước lúc lâm chung báo ứng khó chịu hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ bên kia nhi một tổ cảnh sát cách nhà xưởng cách đó không xa phát hiện một chiếc vô giấy phép xe vận tải, mặt trên trốn kế tiếp nhân. Có một cảnh sát nhắm vào đối phương cẳng chân, phanh một tiếng, người nọ ngã vào trong bụi cỏ. Hai tay hắn bị bó, đầu lệch qua hơi nghiêng, sở trường điện chiếu đi, chính là ở bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng, lữ xương dân trợ thủ đắc lực, vương minh toàn. Tất cả quá khứ. Hiện trường phong tỏa, có người không đếm xỉa phản đối ngạnh sông tới, trống lớn hai tiếng, du ca cao cao lớn lớn nam nhân, rõ ràng dẫn theo khóc âm thanh. Có nhân viên điều dưỡng chính hợp lực nâng lên một người hướng trên băng ca phóng, người nọ tỉnh không một tiếng động, hai tròng mắt đóng chặt, lồng ngực bằng phẳng không phập phồng, không tồn tại bất luận cái gì còn sống dấu hiệu. Thầy thuốc đem mặt na oxy khấu ở hắn chóp mũi, sau một lúc lâu, mặt trên xuất hiện kinh bạc sương mù, phía sau trạm nhân tài thoát lực bàn tựa ở trên tường. Trương Thạc nhào lên, liên thanh gọi, Du ca, Ngươi không thể có việc, ngươi nhưng ngàn vạn biệt gặp chuyện không may. Ta làm sao bây giờ? Là ta không đúng, ngươi tỉnh tỉnh, ta phản ứng chậm, đã tới chậm. Hắn nói liên miên càng nhằn, nói cái gì mình cũng không rõ ràng lắm. Thầy thuốc cản hạ, yên tĩnh, bệnh nhân cần cứu chữa. Mọi người thuốc du tùng bước nhanh ra, chung quanh là thanh lý hiện trường nhân viên công tác, nhà xưởng lý trước mắt thương di, lung tung nằm vài người, trên mặt đất tươi đẹp nàng ngập một cổ đẫm máu vị. Dư Nam Na động bước chân, đi đi ra bên ngoài. Đêm chụp xuống đến, bầu trời vẫn đang rơi xuống kéo dài mưa phùn, xe cảnh sát hồng lam bùng lên đèn rất nhanh chuyển, dụng đẫm toàn bộ đêm tối. Nàng nâng lên mắt, vừa lúc thấy xe cứu thương biến mất ở trong tầm mắt. Xung quanh đều là trường y trường sam bận rộn nhân, chỉ có Dư Nam mặc một bộ màu trắng áo lót, hơi nghiêng dây đeo vai rớt, da lỏa. Lộ ở trong không khí nhưng nàng tịnh không cảm thấy lạnh, giọt mưa phát ở trên người nàng, cọ rửa rụng đầy người vết dơ. Có người hướng trên người nàng phi điều mỏng thảm, là một nữ cảnh sát, nàng xả một chút khóe miệng, cảm ơn. Nữ cảnh sát vỗ vỗ nàng vai đi ra. Dư Nam ngẩng đầu, dày đặc mưa phùng tượng từng cây một cương châm hướng nàng vọt tới. Vô tận dưới màn trời, nàng bị co lại thành một nho nhỏ điểm trắng nhi. Đại lý bệnh viện phòng phẫu thuật đèn theo đêm khuya lượng đến ánh bình minh, Dư Nam ngồi sổng góc, mắt không nháy mắt nhìn chầm chầm kia mấy chữ. Trương Thạc từ bên ngoài vội vã về, phía sau theo vài người, Dư Nam nghiêng đầu ngắm nhìn, không quan tâm bàn, lại quay lại đến tiếp tục nhìn chầm chầm. Du phụ nâng du mẫu, du mẫu khóc không thành tiếng, bên cạnh theo mặt tích đồng. Yên tĩnh trong hành lang, chỉ nghe thấy mặt tích đồng đắc đắc đắc, gót giày nhi thanh, nàng dẫn đầu đi tới, nhìn về phía phòng phẫu thuật phương hướng, trước đỏ mắt vành mắt tay nàng ngay dư nam trước mặt, dư nam liếc mắt, cặp kia kiết nắm thành quyền. Mặt tích đồng xoay người lại, không có gì bất ngờ xảy ra hung hăng phiến dư nam một bàn tay, dư nam không phản ứng, nàng phẫn hận nói. Ngươi dựa vào cái gì? Du vì ngươi liền mau mất mạng, ngươi tại sao có thể bình yên vô sự? Trương Thạc ở trên đường đã đem chỉnh kiện sự đơn giản bàn giao. Nàng có phản ứng này, không ai hội ý ngoại dư nam còn chưa có thay quần áo hai tay máu đã khô thùy ở trên đầu gối nàng lần đầu tiên tùy ý người khác triều nàng không có phản kích thờ ơ ngồi sổng chỗ cũ mặt tích đồng lại là một bàn tay phiến hoàng nàng lại cũng banh bất ở ô ô khóc lên du mẫu nhào tới trên cửa từng tiếng gọi con ta a à, con ta ngàn vạn có khác sự nhượng ta nhưng thế nào sống trương thạc ôm nàng vai cùng du phụ cùng nhau đem nàng sam đến ghế trên Du mẫu khóc một chút, kịp phản ứng, vọt tới Dư Nam trước mặt, đấm đánh bả vai của nàng. Từng tiếng lên án, nhận Dư Nam đem đầu chôn sâu ở đầu gối lý. Ngươi vì sao không chịu phóng quá con ta? Vì sao? Hắn tìm ngươi nhiều năm như vậy, vứt bỏ tiền đồ, nhỏ như vậy liền rời đi chúng ta ra làm công. Vì sao lại như vậy, cuối cùng còn? Du mẫu nói không được, đấm đánh tay đặt tại trên người nàng lay động không ngừng. Dư Nam nắm chặt quyền, thanh âm tiểu chỉ có chính mình có thể nghe thấy, xin lỗi. 3 giờ sáng thời gian, hộ sĩ ra nhượng du phụ ký phân bệnh tình nguy kịch giấy thông báo, ngực kia thương vẫn chưa bắn trúng trái tim, đảng liên hợp bụng cùng trên đùi vết thương, không chút máu lượng quá nhiều, tình bạn có cục bị nhiễm, có thể không sống lại, toàn bằng ý chí. Du phụ run bắt tay vào làm ký tự, du mẫu kỹ gần sụp đổ, trương thạc khát khai phòng bệnh làm cho nàng nghỉ ngơi bệnh tình nguy kịch giấy thông báo phía dưới còn có một phân văn kiện, phẫu thuật bắt đầu tiền, du tùng khoảnh khắc thanh tĩnh, yêu cầu nếu như mình ly khai, ký một phần khí quan quyên tặng thư. Vương Hằng đã nói, Vân Nam lừa bán nhân khẩu, chợ đen giao dịch vụ án thực sự quá nhiều, trực tiếp nguyên nhân là khí. Quan Khang hiếm, quốc nội còn chưa có thành lập tốt đẹp hiến cho hệ thống, cũng đại thể không có cái loại đó ý thức, người Trung Quốc so sánh coi trọng chính là xuống mồ vì an, cho nên chợ đen giao dịch mới có thể hung hăng ngang ngược. Nhưng mà, có hay không xuống mồ vì an, hắn tịnh không quan tâm. Một đêm này, kinh hoàng khiếp sợ sống quá đến. Phòng phẫu thuật đèn buổi sáng 8 giờ mới dập tắt, cũng may, du tùng sống quá tới, hắn bị chuyển đi y siêu. 12 giờ trưa, hắn thanh tỉnh một chút, đảng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vẫn đang yếu ớt, có thể hay không kéo dài sinh mệnh, mấy ngày nay còn muốn mật thiết giám sát thầy thuốc theo ICU ra, cửa nhân trong nháy mắt nảy lên đi. Hắn lấy xuống khẩu trang, bệnh nhân nói muốn thấy cá nhân, ai kêu Dư Nam. Du mẫu sửng sốt, Dư Nam tay chân cứng ngắt, cách thủy tinh nhìn đi vào, hắn toàn thân cắm đầy cái ống, mặt na oxy trên có một tầng gầy yếu xương trắng, nằm ở kia không nhúc nhích, yếu đuối mà đơn bạc. Trong mắt bạch, tường, rèm cửa sổ, chăn đơn, thậm chí hắn mặt, nàng không có một khắc như vậy sợ hãi màu trắng thầy thuốc nói chỉ có thể nói hai phút bệnh nhân không thể quá mệt mỏi một lúc lâu dư nam vuốt ve ly quần xả một chút khóe miệng còn là du a di vào đi thôi ta liền không đi chờ hắn thoát khỏi nguy hiểm ta lại đi nhìn hắn du mẫu vọng nàng liếc mắt một cái không nói gì thầy thuốc ta là mẹ hắn ta có thể đi sao đối phương điểm một chút đầu đừng quá lâu trong hành lang yên tĩnh trương thạch đi tới dư nam trước mặt cách một chút mới nói du ca không có việc gì nhi ngươi yên tâm nếu không trước tìm địa phương tắm rửa đổi thân y phục đẳng buổi chiều lại đến dư nam cúi thấp đầu cười cười cũng tốt nàng xoay người dừng hạ xong trương thạch nói có thể hay không mượn trước ta điểm nhi tiền của nàng bao ném ở nhà xưởng lý người không có đồng nào nhà bán cũng không có nơi đi Bạch Chấn Dương chỗ đó nàng căn bản bất sẽ suy nghĩ, huống hồ không muốn bà lo lắng. Trương Thạc không nói hai lời, lưu lại Trương Tạp, đem tiền bao toàn bộ tắt ở trong tay nàng, áo khoác cởi ra, đổi rụng trên người nàng mỏng thảm. Dư Nam thấp giọng nói. Cảm ơn. Khi mặt thân ảnh chậm rãi biến mất ở chỗ rẻ, mặt tích đồng mặt một chút, bước nhanh đuổi theo. Dư Nam đi tới dưới lầu, ánh nắng tươi sáng. Nàng ngẩng đầu, mây đen tan đi, bầu trời xanh thẳm như rửa. Sau cơn mưa hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái, chim ở diện tích cõi yên vui tự do bay lượn. Thế giới tượng bị một lần nữa cọ rửa một lần. Có người duệ ở nàng cánh tay, dư nam quay đầu lại, mặt tích đồng đạo. Ta có lời nói cho ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Ngược đến cùng. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Du Ngư 63 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Du Tùng ngày thứ tư mới chuyển ra ICU, Dư Nam không đi giám hộ trong phòng xem qua hắn, đa số thời gian, nàng ngồi ở hành lang ghế trên, yên lặng thủ. Bởi phẫu thuật thuốc tê cùng với đến tiếp sau trị liệu di chứng, hắn cả ngày đô ở mê mang, thỉnh thoảng tỉnh lại một cái chớp mắt, nghiêng đầu, có thể thấy trước cửa sổ kia đạo bóng dáng. Theo giám hộ thất ra kia khắc, Du Mẫu viền mắt một nóng, hắn mấy ngày nay chỉ dựa vào dinh dưỡng dịch cùng đường gluco, dĩ vãng cao cao lớn lớn khổ người, cấp tốc gầy gò đi xuống, hai má hỏng lại, đáy mắt một mảnh ám sắc, làn da trắng tượng giấy, không có những ngày qua ngông nghênh cùng khí phách. Thầy thuốc nói, hắn cơ bản thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, vết thương đã đình chỉ chuyển biến xấu cùng bị nhiễm, đã muốn khôi phục dĩ vãng thân thể tố chất, còn cần một khoảng thời gian rất dài tĩnh dưỡng cùng điều trị. Thầy thuốc sự vô lớn nhỏ bàn giao, Du mẫu nhất nhất ghi nhớ, toàn bộ dựa theo đối phương nói làm. Chuyển tới bình thường phòng bệnh, gian phòng rốt cuộc có thể tiến nhân. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, hắn dương mắt, thấy du phụ du mẫu, mặt tích đồng, trương thạc, còn có đội hình sự vương hằng. Trừ này ngoài không có những người khác. Du phụ cúi người, nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ, ngươi chịu khổ. Du tùng cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Trương thạc cũng thấu qua đây, nhảy tưng tưng, thử một ngụm rõ ràng răng, Du ca, gọi. Thấy hắn không có việc gì, kiềm chế mấy ngày bầu không khí rốt cuộc giảm bớt, đại gia âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Vương Hằng đơn giản nói với hắn. Lữ xương dân cùng Dương vừa mới tại chỗ bỏ mạng, tần kỳ trong bụng đứa nhỏ rớt, đã nhặt hồi một cái mạng, mặt khác mấy người đã đền tội. Du Tùng hỏi. Toàn bộ đội đô bắt được sao? Không có. Hắn nói đảng vương minh toàn đã bàn giao bao gồm nhiều năm qua hợp tác quá nhà trên cùng nhà dưới vương hằng dừng hạ còn có lưu thành quân du tùng nhìn về phía hắn vương hằng giải thích chính là lưu đại sẹo hắn liếm liếm môi vô ý thức ở trong phòng quét quyển ánh mắt tối sầm lại cái gì đô không tìm được du tùng vừa mới tỉnh lại còn cần nghỉ ngơi mọi người không cùng hắn nhiều trò chuyện dừng lại khoảnh khắc liền rời đi phòng bệnh khôi phục thanh tĩnh, chỉ có sàn bạn thiết bị có quy tắc tí tách thanh. Du mẫu còn ngồi, cầm lấy hắn bên người tay, âm thầm mặt một phen lệ. Du tùng hồi cầm, an ủi nói. Mẹ, ta không sao nhi. Du mẫu nghẹn ngào, vết thương còn có đau hay không? Không đau. Du mẫu lấy khăn giấy lau hạ mặt, ngươi cũng trưởng thành, quá hoàng năm liền 34. Người khác này niên kỹ đô kết hôn sinh con định ra đến, ngươi còn đang ngoại phiêu, kết quả là nàng dừng hạ, kết quả là còn lộng một thân thương, thiếu chút nữa liên mạng nhỏ cũng bị mất. Du Tùng ấy nấy, xin lỗi, lại để cho ngài lo lắng. Du Mẫu nói, ta là đau lòng ngươi. Mẹ, Du Tùng nhìn nàng, ta nghĩ định xuống. Ân, hắn hỏi, nàng ở bên ngoài. Du Mẫu một trận, dỗi buông hắn ra tay, không hé răng. Du Tùng. Ngài không thích nàng. Du mẫu đối dư nam vẫn có oán giận, Du Tùng từ nhỏ rời nhà, vứt bỏ học nghiệp, xét đến cùng toàn là bởi vì nàng. Trước nàng hơi chút một nhắc tới, Du Tùng lập tức lạnh mặt, sau đó lại không dám ngay trước hắn nhắc tới quá. Ngày ấy ở nhà tang lễ vội vã một mặt, nàng thấy nàng bên ngoài động lòng người, tính cách yên tĩnh, bởi vậy thái độ đổi mới không ít. Nhưng trải qua lần này, dấu ở nàng đáy lòng bất mãn mới hoàn toàn bột phát ra du mẫu nói ta xem nàng không có thích đồng hảo tích đồng đã lanh lợi lại hiểu chuyện cho tới bây giờ đô an an phận phận cũng không biết những thứ ấy loạn thất bát tao nhân hắn tân một tiếng du mẫu lại kéo hắn ngươi là nhìn tích đồng lớn lên chúng ta cùng ngươi hoàng di là hàng xóm hai nhà hiểu rõ ngươi đang nhìn tân tả đứa bé kia dù sao tách ra hơn 10 năm biến thành cái dạng gì Mẹ, nàng có hôm nay đô là lỗi của ta. Du Tùng chậm khẩu khí, huống hồ nàng không có gì không tốt. Ngươi! Du Mẫu khí bất quá, viết quá. Một lát, nàng thấp thêm một câu, muộn bất cổ họng, cùng cái đầu gỗ tựa như. Du Tùng cười, ta liền thích kia đầu gỗ. Du Mẫu bị hắn nghẹn thẳng hít, thân thủ nghĩ chọc đầu hắn, bán đạo lại dừng lại, dỗi đứng dậy, tùy ngươi vậy. Du Mẫu ra, cánh cửa kia khai lại hợp, Du Tùng Thùy con ngươi nhìn chầm chầm, một lát, phòng cửa khe khẽ mở ra. Du Tùng câu khởi khóe môi, Dư Nam đi tới. Hắn nhìn nàng, một khắc không rời. Mấy ngày nay nàng cũng gầy, bản thân cũng không bao nhiêu thịt, bây giờ nhìn đi lên càng thêm đơn bạc. Dư Nam đứng ở hai thước có hơn, cắn môi, nhìn lại hắn. Du Tùng khẽ hừ nhẹ thanh, phun ra ba chữ, người nhát gan. Dư Nam không đáp lại, ánh mắt thủy chung dừng ở trên mặt hắn. Du Tùng Đạo Rất xấu Nửa khắc, nàng lắc lắc đầu, bất xấu Khi qua đây Dư Nam hướng tiền na mấy bước, còn đứng Ngón tay hắn còn kẹp trắc hàm dưỡng khí lượng chỉ sáo Hành động chậm chạp, hướng tiền thân thân, lại qua đây điểm nhi Dư Nam một trận, lại đi về phía trước mấy bước Ngồi lúc trước du mẫu vị trí Gian phòng rất sáng, bên ngoài ngày tươi đẹp Ánh mặt trời ấm áp vô ở hắn mặt thường. Rất lâu không cách gần như vậy, Dư Nam dùng mắt miêu tả hắn hình dáng, lần đầu tiên phát hiện hắn lông mi rất dài, hình thành một nho nhỏ bóng dáng rơi vào trước mắt. Mấy ngày không xử lý, hắn cầm trường ra màu xanh hồ tra, môi sắc lượt cạn, mặt trên có kiền làm dựng thẳng văn. Du Tùng thân hạ thủ, nàng vội vã nắm, hắn cười nói. Không như trước suốt. Dư Nam nói thật, ân, thái gầy hắn nghĩ niết nàng, hiện tại lại sự bất thượng lực, dư nam nói. Hội xuất về. Du Tùng nhíu mày. Ngươi cảm thấy ta trước xuất. Dư Nam cười, có thể được thông qua xem đi. Hai người dừng dừng, mới phát hiện vừa đối thoại nhiều không dinh dưỡng. Cách một chút, Du Tùng nói, ngày đó ngươi vì sao bất tiến vào. Dư Nam nhẹ nhàng vuốt ve hắn thô lệ trưởng, cơ hội khó có được, muốn cho cấp Du A Di. Điệt nói dối. Dư Nam bị kìm hãm, ta sợ hãi. Du Tùng nhìn nàng, lại nói một lần, người nhát gan. Một tiếng này bao hàm sủng nịch cùng đau lòng. Tỉnh một chút, Dư Nam nói. Ngươi bây giờ hình như không thể uống nước. Hình như không thể. Khác không? Du Tùng bạch nàng, ngươi nói xem. Khi cho ngươi nhuận nhuận môi. Ân. Dư Nam cầm căng miếng gạt nhuận ướt, hướng trên môi hắn dính dính nàng tới gần, du tùng mắt không nháy mắt nhìn nàng động tác, ngươi này mấy đêm ngủ ở kia. Bệnh viện bên ngoài tiểu lữ quán. Trương Thạc giúp ngươi tìm. Không, nàng nói. Ta quản hắn mượn tiền. Du Tùng nói. Đêm nay ngủ ở đây đi. Hắn ở riêng một phòng, bên cạnh có một trương bồi hộ sàn. Khi Du A Di bọn họ đâu? Trương Thạc sẽ an bài. Dư Nam dừng một chút, hảo tác giả có lời muốn nói. Thực sự chịu không nổi, trước càng này đó đi. Dù sao cũng không kỹ chương, dung ta làm càng làm càng đi. Quay đầu lại ở bổ ở tu. Xin lỗi, tiểu yêu tinh các. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 Du Ngư 64 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Du phụ du mẫu đã ở bệnh viện ngao mấy ngày, thân thể xác thực ăn không tiêu, trương thạc cấp nhị lão đưa đi tử điếm nghỉ ngơi. Mặt tích đồng lần này là xin nghĩ ra, thấy du tùng đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, đính xế chiều hôm đó vé máy bay ly khai đại lý. Nàng đi lên thật sâu liếc mắt nhìn dư nam, lưu lại bốn chữ, tự giải quyết cho tốt, trương thạc hồi tử điếm ngủ bù, phòng bệnh nhân đều đi hết sạch, chỉ còn dư nam một người. Ngoài cửa sổ rơi vào minh ám giao hội, cuối cùng một đạo ánh chiều tà ẩn ở cao ốc phía sau. Gian phòng không bật đèn, tương đối hành lang ồn ào náo động, trong phòng có vẻ phá lệ yên tĩnh. Trên tường TV đang bá tin tức, không lên tiếng âm, Dư Nam dùng điều khiển từ xa ấn mấy cái, tổng cộng không mấy đài, đô ở tiếp sóng trung. Hương một Người trên giường động hạ, Dư Nam lập tức đứng dậy, tỉnh. Hắn túc hạ mày, thấp tân một tiếng. Dư Nam khai đèn, ngồi ở bên giường ghế thượng vết thương đau có chút nàng muốn ấn mặt trên gọi khí không cần du tùng nói có thể chịu dư nam nhìn hắn một cái thu hồi tay có muốn hay không uống nước không uống hắn giọng nói vi câm chính là chân có chút ma dư nam đứng dậy đi tới cuối giường xốc lên chăn đơn hắn một chân trên có thương không động đậy nàng nhẹ nhàng nâng khởi hảo cái kia, đáp ở chân của mình thường, hai tay nhẹ nhàng nắm bắt. Hắn chân đang ở trước mắt, cẳng chân lông thịnh vượng, cho dù bệnh trung, lòng bàn chân thượng bắp thịt vẫn đang cứng rắn, xúc cảm cũng không tốt. Du Tùng nhìn nàng, mặt nàng che bóng, chóp mũi nhi kiều, thùy con ngươi bộ dáng làm cho người ta an ổn. Tay rất ấm, dán tại trên đùi hắn nhẹ nhàng ôm nhu. Nửa khắc, Du Tùng nhẹ khẽ cười thanh. Dư Nam quay đầu cười cái gì? Sức lực quá nhỏ, dùng điểm nhi lực. Du Tùng giật giật chân, tượng con mèo nhỏ nhi gãi tựa như. Nàng thuận dư quan nhìn sang, chừng 43 mã chân to đảo so với hắn tay tinh tế hơn, cũng càng bạch một chút, móng tay rất ngắn, chân to chỉ bên cạnh khung xương sông ra, mu bàn chân thượng cũng có linh tinh mấy cây lông. Nàng thu hồi tầm mắt, trên tay dùng mấy phần lực. Du Tùng đột nhiên hỏi, mặt tích đồng cùng ngươi nói cái gì dư nam trên tay dừng lại nửa ngày lại tiếp tục bốc lên đến cũng không nói gì nàng lời kia có ý gì dư nam hỏi câu nào du tùng nói nàng nhượng tự giải quyết cho tốt ai biết dư nam không để ý bộ dáng khả năng chính là đau lòng ngươi hận ta tới nàng đánh ngươi ân dư nam sờ một chút mặt còn hồng du tùng liếm liếm khô nứt môi sưng rất dư nam không theo tiếng du tùng lấy chân nhẹ đạp nàng một chút ngươi thiếu nội tâm không biết trốn nàng ngực trệ muộn không dám hồi tưởng ngày đó bận cười đã quên du tùng nói chờ ta xuất viện huấn huấn nàng không cần không cần hắn hừ cười thanh dư nam liếc nhìn hắn một cái cùng cái nữ so đo cái gì kính lần này quên đi. Du Tùng chế nhạo, chịu đòn không phải ngươi tính cách. Nàng lần này không nói tiếp, quay đầu trở lại, ánh mắt toàn bộ rơi vào chân của hắn thượng. Vừa mới yên tĩnh một chút, Du Tùng bỗng nhiên nói. Còn có chân. Ân. Trong mắt của hắn hàm cười, ta nói, chân cũng ma. Dư Nam quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, sai lệch vai thân thể, hai cái tay nhỏ bé nắm hắn bàn chân. Du Tùng không nghĩ đến, cái ốc tê rần, thân thể theo rung rẩy hạ. Dư Nam dùng sức cầm, đừng động. Nàng căng dặn hắn, ngón tay ở hắn gan bàn chân thông thả ấn, biểu tình nghiêm túc mà cẩn thận. Du Tùng dơ lên khóe môi chậm rãi sang bằng, ngóng nhìn nàng, con ngươi trung phập phòng bất định. Hắn chỉ nghĩ đùa đùa nàng, không nghĩ đến nàng hội nghe lời. Dư Nam ánh mắt chuyên chú, mỗi một hạ đô mềm mại thông thả, nghiêm túc ấn, căn bản không giống bị treo cật. Du Tùng vành mắt một nóng, này hình ảnh chưa bao giờ dám nghĩ, hắn nuốt xuống hầu, lui khởi chân, được rồi, hắn nói. Có chút khác. Dư Nam đem hắn chân thả lại trên giường, chăn đơn đắp kín, cho ngươi nhuận nhuận môi. Ân. Tối nay thời gian, thầy thuốc đẩy Du Tùng làm toàn diện kiểm tra, về đã 9 giờ, tivi không có gì đẹp mắt, tắt đèn, hai người mỗi người nằm lại trên giường đi ngủ đầu giường thiết bị tích tích vang rèm cửa sổ không kéo ánh trăng có thể thấu tiếng vào có cây bóng dáng rơi vào trên vách tường nhẹ nhàng lắc lư du tùng trên người thương chỉ có thể nằm ngửa ba ngày ngủ hơn hiện tại không hề buồn ngủ hắn mở mắt nhìn đỉnh nhà một lát nghiêng đầu ngủ không du tùng nói qua đây tranh một chút sàn quá nhỏ đủ du tùng nói ta sợ áp đến ngươi hắn cười ngươi lại không ngủ ta mặt trên nhi dư nam trong bóng tối phiên cái bạch nhãn cách một chút còn là sột sột soạt soạt xuống giường tay hắn còn có thể động hướng bên cạnh xê dịch không ra vị trí vừa vặn đủ dư nam nằm nghiêng nàng oa ở du tùng trong tay sau lưng chi khởi phòng hộ lan một không gian nho nhỏ đủ tắc hạ nàng du tùng hướng bên cạnh đỉnh mấy cái cánh tay đánh lên một đoàn mềm mại hắn hảo tâm tình cười Dư Nam không hé răng, thùy con ngươi nằm. Hắn nghiêng đầu, mặt của nàng gần trong gan tất, dưới ánh trăng dung nhan thập phần điềm tĩnh. Hắn một thấu đầu, ở trên chóp mũi nàng nhẹ nhàng xúc một chút. Dư Nam không động, hắn lại hôn một cái, sau đó lại một ngụm. Hình như càng lúc càng nghiện, hắn kéo cổ, nghĩ thân miệng nàng, lại tê trút khẩu khí. Dư Nam dương mắt, ngực đau. Du Tùng nói, trên đùi hiểu rõ nhất. Dư Nam nằm xuống lại, cắn môi giác, lại nghe hắn hỏi, ngươi nhiều lắm hận ta, mới hạ phải đi đau này. Nàng mặc một chút, cùng đau này so với, ta nghĩ, ngươi càng không muốn mắt mở trừng trừng nhìn ta bị bọn họ luôn. Du Tùng nghe, mua bàn tay vô ý thức cọ nàng, vừa lúc là nàng khóa quần phía dưới, cái kia tam giác khu vực. Dư Nam nói tiếp. Sau đó, ngươi nói chỉ cần đau này đi xuống, chúng ta cũng có thể giải thoát ta hình như bị những lời này mê hoặc tâm trí, chỉ nghĩ hung hăng thống đi xuống, muốn biết giải thoát là cái gì tư vị. Hiện tại biết. Dư Nam nhẹ nhàng tân một tiếng. Du Tùng câu khởi khóe môi, cho tới bây giờ không cảm thấy này mơ hồ âm tiết như thế dễ nghe. Hắn thuận kia đường may khích trượt đi vào, cọ cọ, kia sau đó lại cởi quần áo. Dư Nam cúi đầu, tráng dáng tay hắn cánh tay, nhẹ nhàng nói câu cái gì. Hắn không nghe rõ lại rõ ràng biết cùng ngày đó như nhau nàng nói ngươi được sống một lúc lâu không nói chuyện bên ngoài lại đưa tới tân người bệnh một trận khẩn trương hỗn độn bước chân vang vọng ở trong hành lang bất ra khoảnh khắc lại khôi phục yên tĩnh du tùng hỏi ngươi lúc nào nhận ra ta ngươi bộ dáng không thế nào biến dư nam dừng hạ ăn ngay nói thật năm ngoái tế nam nhị tiểu cửa hắn hô hấp bị kìm hãm Nghĩ khởi năm ngoái tuyết trắng trắng như tuyết mùa đông, nàng xuyên một thân bạch, ngồi sổng ngồi ở mã vệ đường, chóc mũi đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn hắn. Trước mặt nàng còn bày một phá thao cơm, bên trong nằm kỹ trương tiểu ngạch tiền giấy. Hắn ở trong túi sờ soạn đem, ném ra một quả tiền xu, nàng cười nhạt nhượng hắn nhiều hơn nửa cấp điểm nhi. Ngày đó, hắn bị khắp bầu trời màu trắng lung lay mắt, đến cuối cùng, trong đầu chỉ còn một đôi đen nhánh mắt, hồng chóc mũi, cùng khóe môi kia một mặt cười nhạt. Du Tùng hỏi. Ngươi trở lại nhìn tưởng thúc. Ân. Có tay dán tại bàn tay hắn thượng, hắn nắm, mở mắt thấy đỉnh nhà, nói một chút ngươi hồi bé. Dư Nam nói. Trước chúng ta một nhà tứ miệng ở tại Linh Châu, bình thường gia đình, đảng ấm no không có vấn đề. Nàng không lên tiếng, Du Tùng nghiêng đầu, không có. Dừng khoảnh khắc, nàng mới tiếp tục sau đó ba ta bị lây đổ. Bác, thiếu một môn nợ, chủ nợ hỗn hỗn tới cửa đòi nợ, muốn bắt nạt mẹ ta, mẹ ta vì bảo thuần khiết tự sát. Sau có một lần đệ đệ khóc náo, ba ta đem hắn khóa ở nhà, mang ta đi bài bạc. Đệ đệ đã đói bụng, chuyển khí thang nổ tung, hắn bị đốt thành một đoàn thịt vụn. Phụ cận mấy nhà bị liên lụy, đốt không có gì cả, hắn không có tiền còn, suốt đêm mang ta chạy đến tế nam nàng nói hoàng trong phòng một cổ áp lực yên lặng dư nam ngẩng lên đầu cười nói xong hắn giọng nói tự nghẹn một đoàn bông cho nên từ đó về sau ngươi sẽ không ăn thịt ân ừ. du tùng một lúc lâu không biết nói cái gì trong bóng tối bình tĩnh nhìn nàng biết hiện tại ta muốn làm gì sao dư nam nói muốn làm ta du tùng ho nhẹ thanh nghĩ ôm ngươi một cái dư nam cười thân thể đi lên rất rất bán khởi động thân thể gắn vào hắn phía trên. Trên mặt hắn quan bị nàng che khuất, tầm mắt kỳ thực rất mơ hồ, nhưng hắn hô hấp gần trong gan tất, chân thực nồng đậm. Của nàng ngón cái xẹt qua hắn hai má cùng đuôi mắt, trong bóng tối miêu tả hắn hình dáng, thời gian rất chậm, trong ấn tượng bọn họ chưa từng như vậy ôn tồn quá. Một lúc lâu, hắn mệnh lệnh, đầu thấp điểm nhi. Dư Nam rất nghe lời, cúi đầu in lại môi của hắn, chỉ dừng khoảnh khắc, Hai người đồng thời khẽ mở lời lẽ, tiếp nhận đối phương. Một hôn, miên mật dài dằng dặc, so với bình thường càng cụ ý vị, mang một loại kiếp sau thỏa mãn cùng mất mà lại được cảm động. Lời lẽ gian chơi đùa truy đuổi, việc quấn càng chặt, đã do bắt đầu tương hổ an ủi, diễn biến thành thân thể nguyên thủy nhất dục. Vọng. Hôn đến ở chỗ sâu trong đặc biệt động tình. Dư Nam phù phím ở hắn bên người, chân chi, có một tiết khe hở du tùng không tự chủ được nâng lên cánh tay sờ lên nhưng quần dinh vừa cứng lại hậu căn bản cái gì đô sờ không tới dư nam nghiền đè nặng hắn hắn bị động tiếp nhận hô hấp càng lúc càng gấp trái tim phụ cận vừa mới thụ quá thương gánh chịu không được gánh nặng bộ ngực hắn một trận đau nhói cắn răng bỏ qua một bên đầu chậm một chút hắn hơi suyễn được dừng nếu không thật muốn kiền ngươi dư nam liếm liếm môi tay thân đi xuống sờ soạn đem hấp cười ra tiếng. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ mặt trăng treo càng ngày càng cao. Du Tùng trên người ba chỗ vết thương, ẩn ẩn đau, đã như vậy đêm, hắn luyến tiếc ngủ. Cách một chút, Dư Nam nói: "Ta cho ngươi hát bài hát." "Cái gì ca?" "Trước hết nghe nghe." Nàng hắn giọng một cái, trước hát mấy câu, nghe hiểu sao? Hắn cười khẽ, hát chạy điều. Dư Nam hừ một tiếng, lại hỏi một lần có thể nghe hiểu sao? Đổi một thủ. Hắn nghe không hiểu, là tiếng Quảng Đông. Nàng ở điều thời gian thiếu, giai điệu có chút quen thuộc, có mấy nha nha tâm tiết, hẳn là thủ kinh điển lão ca. Dư Nam nói. Khi vừa lúc, liền này đi. Du Tùng. Dư Nam nằm hồi gối trắc, tráng để hắn bên tai, mười ngón tương nắm, đây đó truyền lại ấm áp. Ngoài cửa sổ là sáng trong bạch ánh trăng, bóng cây lắc lư, gió nhẹ phất động bên người nằm hắn cô nương nàng thanh âm nhu ngấy ở hắn bên tai nhẹ nhàng ngâm hát này mỹ hảo mê say đêm trở thành đây đó trong lòng vĩnh hằng dừng hình ảnh mau ngủ thời gian hắn nghĩ hát cái gì đã không quan trọng chỉ cần nàng ở liền hảo du tùng ở bệnh viện ở gần một tháng hắn thân cường thể tráng lại trẻ tuổi vết thương trên người khôi phục tốt đẹp xuất viện ngày đó dư nam không có tới chỉ một trận điện thoại đánh tới, mà người đã kinh ngồi lên xe buýt, chuẩn bị ly khai. Tác giả có lời muốn nói. Nam tỷ hát gì? Đoán đúng có hồng bao, lặp 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 biểu kích động, phía sau chỉ ve vãn vô ngược. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 Chương kết 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 3 tháng sau một chiếc màu đen việt giả một đường hướng bắc trong xe phóng tước sĩ rốc èn rôn, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn hôm nay là trừ tịch rất nhiều du khách đô lữ hành qua năm đoạn đường này đi rất vất vả sơn đạo thượng xếp thành trường long xe từng bước một dừng tuyết đại lộ trượt trắng xóa nhìn không thấy con đường phía trước trương thạc trưởng tay lái bực bội nắm tóc ra bên ngoài dò xét mắt quán giận nói đổ lộ đô nhìn không thấy hầu năm có thể a à. Có giá thượng một to con nhi, khuôn mặt thân thể cường tráng, tráng gian anh khí bức người, mặc một bộ màu đen dắt kép cùng màu đen ám văn quần thường. Nghiên khóe môi hừ một tiếng, không sổ bậy, vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Trương Thạc liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng oán giận, qua năm mới, nên ở nhà uống rượu nhìn xuân trễ, phi muốn chạy ra đến. Du Tùng mắt mở điều khâu, quét hắn, ta không gọi ngươi tới. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ hắn gõ tay lái, còn không phải là có người vừa mới xuất viện, sợ chính hắn lái xe không chịu nổi. Du Tùng cười thanh. Đỉnh bất đỉnh được, đi xuống kiền một giá. Trương Thạc. Ai, phía trước động. Liên tục kỹ tiếng đồng hồ đường xe, đến lô cô hồ đã một giờ chiều chung. Khu phong cảnh cửa biển người, năm vị nồng đậm. Xếp hàng đã trúng nửa ngày, xe mới thông thả lái vào cửa lớn. Du Tùng đoan chính thân thể, Hắn tắp nhìn phía ngoài cửa sổ. Vừa nghe một bản địa cư dân nói, ở đây quanh năm suốt tháng chỉ hạ hai ba tràng tuyết, hảo xảo bất xảo đang bị bọn họ bắt kịp. Lần trước đến, đã là nửa năm chuyện trước kia, khi đó chính trực mùa hạ, bích thủy trời xanh, lục ý dạt dào, là hắn gặp phải dư nam ngày thứ ba. Hắn bị nàng hấp dẫn, trục trịch, lòng tràn đầy trong mắt đều muốn trị phục nàng. Chỉ tiếc, theo này phiến thần kỳ bộ lạc trước khi rời đi, cũng không có thể như nguyện. Sau đó, ở đại lý, bọn họ phân phân hợp hợp giao cổ truyền miên, cũng cộng đồng trải qua sinh tử, từng các loại, lúc này toàn bộ trở thành thắc sâu ký ức. Bây giờ có thể trở lại chốn cũ, cái loại đó lúc ban đầu chỉ bắt nguồn từ thịt. Thể dục. Vọng đã pha tiếng vô số vô pháp nói nói cảm xúc. Tới với rốt cuộc ai chinh phục ai? Du Tùng cười hạ. Hắn nâng lên mắt xuyên qua cửa sổ xe thượng hơi mỏng tuyết sương mù nhìn lại, bầu trời u ám, đỉnh núi bãi có một mảnh bạch mang, nước hồ nếu như nhân trệ muộn màu xanh đen. Sở hữu cảnh trí, xa không có lần đầu tiên nhìn thấy nó chấn động. Bất quá, tất cả đô không quan trọng. Du Tùng lấy điện thoại, vừa mới ấn hai con số, thân xe nhán lên, di động tuột tay rơi trên mặt đất. Hắn xông về phía trước hạ, bắt được mặt trên bắt tay, hướng về phía trương thạc ngươi muốn điên. Trương Thạc hai mắt tử trành ngoài cửa sổ, lỗ mũi vù vù mạo khí. Du Tùng Thuận hắn tầm mắt nhìn lại, trước xe đứng hai người, một lớn một nhỏ, bị chói tai phanh lại thanh kinh sợ, mở to mắt định ở tại chỗ. Du Tùng mị hí mắt, nửa ngày mới nghĩ khởi người nọ là ai. Hắn cười, biết rõ còn hỏi dừng xe làm gì. Trương Thạc không đáp lại, răng cắn được thanh khách vang. Ngoài cửa sổ nữ nhân trống má, xuyên qua cửa sổ xe hướng lý nhìn xung quanh sau đó rõ ràng ngẩn ra biểu hiện trên mặt cổ quái cuối người cùng bên cạnh tiểu cô nương nói câu cái gì ném xuống túi nhanh chân liền chạy trương thạch dựa vào một tiếng cấp tốc cởi xuống dây nịp an toàn người đi trước tìm dư nam du ca ta làm điểm việc gấp đợi một lúc điện thoại liên hệ giọng nói nhi rơi cửa xe phanh một tiếng khép lại nữ nhân kia mau tượng thỏ đã không ảnh nhi Trương Thạc đẩy ra đoàn người, hướng phía nàng biến mất phương hướng đuổi theo. Du Tùng thu hồi ánh mắt, khóe môi dương lên, mở cửa xe chuẩn bị đổi đến chỗ tài xế ngồi. Hắn ngậm yên, vòng qua đầu xe, tiểu cô nương nói. Thúc thúc, ta hình như thấy qua ngươi. Du Tùng bước chân một trận, quay đầu. Tiểu cô nương ngửa đầu cười, trăng thiếu hai khỏa, mặc một bộ hồng nhạt áo bông cùng cao bồi quần thụng, trên chân là sông màu đỏ tiểu da dê ngắn ủng, trong tay xách một túi thái trên mặt đất còn ném hai túi du tùng đạo ngươi nói chuyện với ta nàng gật gật đầu trên đầu đuôi ngựa theo lung lay hoảng du tùng xoay người bán ngồi xổm trước mặt nàng tế tế quan sát một vòng lại cũng cảm thấy giống như đã từng quen biết hắn hỏi ngươi tên là gì tiểu cô nương vô ý thức lui về phía sau bộ hai tay ở trước người giảo suy nghĩ rất lâu nhỏ giọng nói Mạnh Phàm tin. Du Tùng nghĩ nghĩ, tên này rất xa lạ, lại hỏi. Ngươi đang ở đâu thấy qua ta? Dư Nam tỷ tỷ trong di động. Bên trong có tấm hình. Du Tùng bị kìm hãm, sau đó cười, ngươi nhận thức Dư Nam. Nàng là ta Dư Nam tỷ tỷ. Hắn cho rằng các nàng là hàng xóm, không nghĩ sâu, cười cái gì ảnh chụp. Mạnh phàm tin ừ a à a à nói nửa ngày, căn bản hình dung bất ra. Du Tùng cũng không tốt kỳ, hắn đã đoán ra, lúc trước nằm viện, hai người cả ngày muộn ở trong phòng bệnh rất buồn chán, nàng loay hoay di động từng chụp quá hai trương. Hắn cười hạ, trực tiếp hỏi, nàng ở chỗ nào? Bên kia nhi. Nàng cao cao giơ tay lên, triều phía sau hắn chỉ cái phương hướng. Du Tùng nhìn sang, phía sau một mảnh thang chỉ sắc đại dương mênh mông, ở gió tuyết trung phím một lãng lãng thật lớn rung động. Cách hồ nhìn nhau, xa xa nữ thần sơn quyển ở vân lý, quanh thân là tuyết, đảng bạch cũng không thuần túy, ẩn ẩn lộ ra phía dưới xanh biếc. Hắn thu hồi ánh mắt, đứng dậy xoa xoa đầu của nàng, lên xe, trước tống ngươi trở lại. Nghe nói như thế, tiểu cô nương run rẩy hạ, tượng đột nhiên nghĩ khởi cái gì, nắm lên trên mặt đất hai túi, mẹ không cho ta sẽ cùng người lạ nói chuyện. Nói, lại nhanh như chớp chạy đi. Du tùng tay rơi vào khoảng không, hắn dừng hạ, thu hồi lại tiểu cô nương đã không thấy hình bóng nối gót sóng người ngăn trở tầm mắt hắn sờ sờ mũi xoay người sau này đi qua tuyết hạt tượng tiểu bông tuyết như nhau đáp xuống rơi xuống trong hồ không kịp tan liền biến mất không thấy bên bờ ngừng rất nhiều heo cái rảnh thuyền cho dù qua năm du khách vẫn đang nối liền không dứt trên thuyền ngồi ba năm cái du khách dư nam cởi ra dây thừng thuyền mái chèo vừa mới trượt một chút phía sau có đạo thanh âm đẳng đẳng dư nam quay đầu lại ánh mắt định ở người tới trên người hắn hỏi còn có vị trí sao một lúc lâu dư nam hướng bên cạnh để cho nhượng có theo cái rảnh thuyền thông thả ly khai bên bờ hướng đối diện nữ thần sơn vạch tới mặc hồ dập dần mấy chục cái thuyền nhỏ mái chèo mô xu nữ nhân lên tiếng hát vang to rõ lanh lảnh từ khúc ở sơn thủy giang vang vọng đối diện có một đạo nóng trực tầm mắt người nọ ánh mắt bất thêm che giấu ở trên người nàng lưu luyến hai người ngồi đối diện nhau cách quá gần hắn đôi chân mở rộng ra đem nàng một đôi chân bao ở chính giữa màu trắng làng váy theo gió cổ động phất ở hắn ống quần cùng dày thượng này hình ảnh hết sức quen thuộc dường như bị thời gian mang về mấy tháng trước đây nàng cúi đầu liếc nhìn người nọ tiền khuynh thân thể khuỷu tay chống ở trên đầu gối ánh mắt trắng ra bằng phẳng không hề tránh cùng một bộ cường thế chiếm hữu tư thế dằn con một chút, dư nam đón tầm mắt của hắn, lành lạnh nói, vị này du khách, ngồi xa một chút nhi, chèo thuyền động tác đại dễ thương đến ngươi. Người nọ tượng không có nghe thấy, Thủy chung nhìn chầm chầm mặt nàng nhìn. Dư nam hừ một tiếng, tùy động tác, thân thể không ngừng tiền khuynh cùng lui về phía sau, có một chớp mắt, bọn họ cơ hồ hơi thở tương nghe. Nàng tới sát, hắn tầm mắt rơi vào môi nàng, nàng ly khai, trong mắt của hắn là nàng xinh đẹp dung nhang. Dư Nam ánh mắt khiêu khích, môi khẽ nhất, không kiên nể gì cả ở trước mắt hắn hoảng. Một lát, người nọ bật cười. Du Tùng há miệng, vừa muốn nói chuyện, phía sau một người nam nhân hướng về phía Dư Nam đạo, khắc mô su nữ đô ở hát, người cũng tới một thủ. Dư Nam mặt hạ, ta hát không tốt. Đối phương nói, không quan hệ, liền đương sinh động hạ bầu không khí thôi. Trên thuyền du khách nhao nhao cổ động phụ họa nàng nhấp môi dưới, vọng liếc mắt một cái người đối diện. Du Tùng chân mày một trọn, câu môi, có chút hứng thú nhìn lại nàng. Dư Nam nhẹ nhàng giọng nói, thử mấy âm thanh, mới hát ra. Từ là cổ xưa mô su ngữ, làng điệu uyển chuyển du dương, thỉnh thoảng có mấy câu không ở điều thường, đảng nàng thanh âm mềm mại tinh tế, không giống mô su nữ nhân cao vút lanh lãnh, cho nên xem nhẹ những thứ ấy tiểu tỳ vết, nghe đi lên cũng coi như thích ý thoải mái nàng hát xong các du khách cổ vũ trầm trồ khen ngợi dư nam nhìn về phía du tùng chờ đợi hắn cấp cái đánh giá hắn suy nghĩ hồi lâu tổng kết nói rất có dũng khí nàng nói chỉ có dũng khí du tùng cười này ca luyện đã bao lâu dư nam cắn môi dưới thịt khoét hắn liếc mắt một cái không bao lâu cũng là một tháng du tùng cười thanh lại nhìn nàng nàng xuyên một tịch đỏ thẩm sắc tả khâm vải bố quần áo, phía dưới là thuần trắng la quần. Trên đầu không mang bất luận cái gì phối sức, tóc đen trung phân, từ đỉnh đầu biên khởi hai cái biếm tóc, vẫn thuận đến sau tai, còn lại tán trên vai trắc cùng trên lưng. Sáng no đủ tráng lộ ra, trong mắt thủy lượng, mũi đông lạnh ửng đỏ, cầm đầy kiều kiều. Nàng tóc so với mới gặp gỡ lúc dài quá rất nhiều, phong nghịch thổi, nàng sợi tóc bay về phía trước, có kỹ lũ phất ở trên mặt của hắn, liêu hắn tâm ngứa khó nhịn. Du Tùng Thu tươi cười, trong mắt có hóa bất khai dịu dàng, bàn tay nâng bên má nàng, ngón cái cọ kia mạc khẽ nhếch khóe môi, hắn nói. Không có đêm đó hát hảo. Dư Nam Đạo, ngươi biết ta hát cái gì? Không biết. Hắn nhìn nàng. Mặc kệ hát cái gì, chỉ có ta nghe thấy. Du Tùng nói. Này là đủ rồi. Hắn nói hộ nói, quả thực không dám tưởng tượng dư nam muốn cười nhưng trong lòng dâng lên một cổ chua chát thế nào đô cười không nổi nàng mân một chút khóe môi chạm được hắn thô lệ chỉ có như vậy một khắc dư nam quên trên tay động tác thuyền nhỏ ở trong hồ tự do đẳng khởi đến đầu thuyền lệch khỏi quỹ đạo phương hướng có người ló đầu hướng bên này liếc nhìn dư nam hút hút mũi thiên một chút đầu né tránh tay hắn thuyền nhỏ một lần nữa hướng nữ thần sơn phương hướng đi trong mắt du tùng nồng tình phai nhạt một chút trên mặt khôi phục như thường quét mắt thuyền kia mái chèo khách sạn lão bản cũng kiền này việc dư nam nói mướn đại nương về nhà qua năm vậy biệt kiền dư nam quét hắn liếc mắt một cái bất kiền ở đâu ra tiền ngươi không đủ hoa nàng cười hạ cố ý nói đương nhiên không đủ còn thiếu một môn nợ đâu Du Tùng nắm nàng cầm lung lay hoảng, không có ý tốt cười, trực tiếp dùng nó còn, ta cầu còn không được. Heo cái rảnh thuyền cập bờ, du khách giao tiền nhau nhau lên bờ, một chuyến mỗi người 20 nguyên, Du Tùng đưa cho trương 100, đừng, lên núi cho ta giới thiệu một chút. Dư Nam thu tiền, ngươi không đến quá. Du Tùng Đã tới thì không thể thỉnh hướng dẫn viên du lịch. Ngươi bất sợ cao. Sợ cao a? vậy ngươi còn muốn đi lên du tùng nhận lấy trên tay nàng dây thừng xuyên đến bên cạnh cọc gỗ thượng đứng dậy nâng lên tay nàng dư nam duệ ở la quần vừa bước chân hắn đơn giản kháp ở nàng dưới nách một phen đem nàng đề xuống dư nam rơi xuống hắn dắt tay nàng mười ngón tương khấu như vậy liền không có việc gì nửa năm quá khứ nữ thần sơn cơ hồ không thay đổi dạng đường cáp treo vẫn đang nguy hiểm một sạn đạo chưa sửa chữa quá nữ thần miếu hương hỏa thịnh vượng. Nàng nghĩ khởi hắn từng ở này hứa nguyện, hỏi, thực hiện sao? Du Tùng không đáp nàng, suy nghĩ khoảnh khắc, có cần hay không thượng chú hương lễ tạ thần? Dư Nam trao trao mày, thực hiện. Hắn vẫn đang không đáp, quay đầu nhìn phía mặt hồ. Có thể cầu cái gì? Hạnh phúc an khang, mưa thuận gió hòa, hôn nhân mỹ mãn, hữu dụng. Một loại ký thác. Ta có bệnh ký thác vào trên tảng đá ta muốn quá xa xỉ thiên thần chưa chắc nghe thấy du tùng cười xem ra thiên thần hay là nghe thấy nghe thấy hắn kiền tâm khẩn cầu rửa đi hắn một thân bụi bặm chịu tội nhượng hắn được đền bù thỏa nguyện tịnh ban hắn một vượt quá viên mãn kết cục hắn nhìn dư nam nửa khắc theo trong túi lấy ra thập đồng tiền đưa cho nàng đi mua nén hương dư nam theo nữ thần miếu ra du khách thiếu rất nhiều trên núi thanh thanh tỉnh tỉnh, hai người đi tới lan can trạm kế tiếp định, nhìn mặt hồ. Du Tùng quay đầu, nàng ngay trước mắt hắn. Đơn điệu chói mắt tái nhật lý, trên người nàng một mặt màu đỏ phá lệ tươi đẹp, tượng một bó ấm dương, thắp sáng thế giới của hắn. Nhìn một chút, hắn nặng nề nói. Qua đây. Dư Nam nghiêng đầu, dừng vài giây, nghe lời đi đến bên cạnh hắn. Du Tùng giang hai cánh tay, đè lại nàng cái ót, đem nàng nhét vào trong lòng. Môi của hắn nhẹ nhàng cọ nàng nhĩ tim nhi, không có kích tình dân trào hôn, cũng không có rừng rực đặt hô hấp, hắn cho nàng một yên ổn an ổn ôm. Một lúc lâu, một trận gió quá, thổi tán đỉnh đầu mây đen. Tuyết chẳng biết lúc nào ngừng, tầng mây loãng, một đạo di sớt quan chiếu xuống đến, vẫy ở trên mặt hồ ba quan trong vắt, thế giới tượng bị ấn mau thả, trong nháy mắt, màu sắc trở nên huyến lệ nhiều vẻ lô cô hồ bị giao cho thần kỳ sinh mệnh, chiếu ra giấy tráng phim bầu trời màu sắc. Dư Nam nhìn kia đạo quang, khóe mắt tinh tinh lượng lượng. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng hai canh ngày mai. Di sớt quang. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Chương kết 2, 3 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương kết hai ba tháng trước mặt tích đồng kéo dư nam cánh tay vẫn duệ đến bệnh viện trong vườn hoa dư nam lúc đó rất nhếch nhác tóc rối tung trên mặt có nê cùng đất màu trắng áo lót còn nhuộm du tùng máu áo khoác là của trương thạc gắn vào trên người nàng phì dài rộng đại đứng lại hậu mặt tích đồng bỏ qua nàng dư nam ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái cũng đánh xong còn muốn làm gì cùng ngươi nói kiện sự nàng lui về sau một bước Ông vai nhìn nàng. Cái gì? Nhất kiện chuyện xưa. Mặt tích đồng không dông dài, đi thẳng vào vấn đề, nhị 14 năm trước, trong đội ra một lần đường dài nhiệm vụ, ba ta cùng du thúc một chiếc xe, trên đường ra sự cố, hắn vì cứu du thúc không có thể còn sống về, khi đó mẹ ta còn ôm ta, ta là cái mồ côi từ trong bụng mẹ. Khi sau, du gia cảm thấy đối với chúng ta có thua thiệt, nhiều năm như vậy vẫn rất chiếu cố ta cùng mẹ ta. Dù ca năm ấy mới 9 tuổi, hắn từ nhỏ bị quán thâu tư tưởng, là bất cứ lúc nào đều phải trước hết chiếu cố ta, bảo hộ ta. Mặt tích đồng ngừng hạ, dư nam môi trắng bệt, nhìn về phía nàng, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Ngươi thông minh như vậy, nàng cười lạnh thanh. Hội nghe không rõ. Dư nam rủ mắt xuống, tay vô ý thức muốn bắt ở những thứ gì, nàng máy móc bó tiếng mặc áo trong túi, nắm trương thạc ví tiền. Mạc Tích Đồng nói, từ nhỏ du ca với ta đô rất tốt, ta cũng tối nghe lời của hắn, hắn người nọ lạnh cứng bá đạo, nhưng hắn trống ta hung ta, đều là tốt với ta. Thẳng càng về sau gặp phải ngươi, biết không? Hắn chưa từng vì một ngoại nhân. Nàng nặng thêm nhấn chữ, tự dễu cười hạ. Vì cái người ngoài, như vậy ngoan mắng quá ta, cũng sẽ không mắng xong nhâm ta chạy đi, bất hống ta. Khi đó ánh nắng chính nồng đậm, dư nam bị hoảng không mở mắt ra được mấy ngày không hảo hảo ăn cơm nàng đôi chân trạm phát trung bên tai ùng ùng tạp âm mặc tích đồng nói cái gì nàng căn bản nghe không rõ thẳng đến tỉnh dư nam mới chậm rãi đạo nói xong nói xong ta đi nàng xoay người mặc tích đồng sửng sốt hô biết ta muốn nói cái gì sao dư nam dừng lại mặc tích đồng tiến lên một bước cười nói không dám đối mặt ngươi phản ứng này rốt cuộc cảm thấy với hắn có thua thiệt ta chính là muốn ngươi biết du ca cũng không nợ ngươi hắn trăm cây nghìn đắng tìm ngươi chiếu cố tưởng thúc cho hắn xem bệnh nhiều năm như vậy vô luận ngươi ở hoặc không ở hắn thủy chung đều là vì ngươi đang nhìn nhìn ngươi đều đúng cái kia thoi thóc một hơi nam nhân làm cái gì dư nam dừng một lúc lâu muốn rời đi về phía trước bước chân lại và gian nan nguyên lai like, tất cả oán hận kết quả là mình mới là không thể tha thứ cái kia nhưng ngay khi một khắc kia nàng bỗng nhiên ngẩng đầu chân trời một đạo trùng tia sáng vừa vặn theo tầng mây trung bỏ ra đến tia đại địa kỳ quan cùng hôm nay như nhau vì nàng mờ mịt vô thố của nàng không biết theo ai chỉ dẫn phương hướng dư nam đem đầu chôn xuống chăm chú long ở hông của hắn mắt ở đó cương nghị lồng ngực lau sạch sẽ môi nhúc nhích hạ thật khờ. Trở lại rơi xuống nước thôn đã chạm vạn 5 giờ đồng hồ, trên đường người đi đường thiếu, nhà nhà trên cửa đô thiếp một khối tiểu hồng giấy, cửa viện cột kỹ bụi cây tùng chi, trong viện tử cũng vẫy mãn lá thông. Trong phòng cũng muốn dùng cháy tùng chi tế bái tổ tiên, đây là mô su nhân quá tết âm lịch tập tục. Khai không bao lâu, kinh nàng chỉ dẫn, du tùng đem xe dừng ở khách sạn bên cạnh. Khách sạn xây ở bên hồ, màu xám kỹ tự nóc nhà, tường thể là gỗ thô kết cấu, 200 đến thước vuông, 3 tầng cao, lâm hồ một một sạn đạo, có cầu thang trực tiếp đi thông mặt hồ. Sáng sổ sạch sẽ, bên trong là địa phương đặc sắc vải bố hoa văn rèm cửa sổ cùng màu trắng sa trướng, có trước cửa sổ treo chuông gió, bệ cửa sổ tùy ý phóng mấy thủ công gối dựa, cá tính búp bê, thư tịch cùng chén trà, bên tường các loại hoa tươi khai chính diễm, chỉnh thể phong cách rất tươi mát rất văn nghệ. Du Tùng chọn hạ mày, ngươi làm. Dư Nam cười. Thế nào? Du Tùng nói. Còn tưởng rằng ngươi chỉ hội đánh nhau nói thô tục. Dư Nam lường hắn một cái, ta có như vậy bất dịu dàng. Nói, hai người đi tới cửa. Du Tùng dừng hạ, ý nghĩa sâu xa cười cười, bỗng nhiên cuối người nói. Cũng không phải, có chút thời gian còn rất dịu dàng. Dư Nam nửa ngày mới hiểu được, ngẩng đầu khoét hắn liếc mắt một cái, lại phát hiện mắt hắn nhìn chầm chầm một chỗ bất động. Nàng thuận hắn tầm mắt nhìn lại, hắn đang nhìn cửa xuất thần. Trên cửa chính phương một khối bản hiệu viết dư xá hai chữ, này không có gì hiếm lạ, hắn tầm mắt theo nhìn đi xuống, môn bên trái có một khối không lớn màu vàng bản hiệu, trên đó viết, canh gác giả tình yêu quỷ. Du Tùng nhìn chầm chầm kia mấy chữ nhìn một lúc lâu, chuyển hướng Dư Nam, giải thích giải thích. Dư Nam vừa muốn nói chuyện, trong phòng đập ra đến một đạo hồng nhạt bóng dáng, mạnh phàm tinh ôm lấy hông của nàng, dư nam tỷ tỷ, ngươi về quá muộn lạp. Nàng chụp sợ đầu của nàng, thái đô mua đủ. Ân. Nàng gật gật đầu, ba mẹ ở làm. Dư nam dắt tay nàng, vừa đi vừa hỏi, đặng xong tỷ tỷ đâu. Mạnh phàm tinh lôi nàng một chút, dư nam cúi người, nàng lặng lẽ nói. Có một quái thúc thúc ở bên trong ngồi đâu, rất hung bộ dáng, vẫn nhìn đặng song tỷ tỷ, nàng đi đâu hắn cũng không nhượng. Du Tùng nhìn hai đạo bóng lưng đi vào, lại ngẩng đầu trong liếc mắt một cái kia bản hiệu mới cất bước đuổi kịp. Đi vào thẳng đối quầy hàng, bên trong ngồi cái dân tộc hán nữ hài tử. Quải quá hành lang, là một thông suốt đại sảnh trước, chính giữa phóng một gỗ thô bàn vuông, mặt trên bày ra toái hoa khăn trải bàn cùng bộ đồ ăn, chung quanh là đôn đôn trường điều y, bày một ít đệm dựa cùng gối ôm. Trương Thạc cùng Đặng Song Phân ngồi ở bàn vuông hai đầu, bầu không khí quá dị. Dựa vào góc tường rơi bày hai trương ghế dựa, bàn trà thượng một bộ loại nhỏ trà hải, bên trong nước trà còn bốc hơi nóng. Dưới cửa sổ là một thật lớn phiêu sông, nhìn ra ngoài, mênh mông bát ngát lô cô hồ thu hết đáy mắt. Có hai người trẻ tuổi ngồi xếp bằng, đang chơi cờ. Thấy có người tiến vào, mọi người đô ngừng tay Lý việc thấu qua đây, mạnh phàm tinh sông bên trong hô thanh, một đôi trẻ tuổi phu thê trác tạp về, cũng từ trong đường ra. Dư Nam hướng về phía đại gia nói, Du Tùng, bằng hữu ta. Du Tùng nhìn về phía nàng, không vui trừng liếc mắt một cái. Dư Nam làm như không nhìn thấy, chỉ xuống bên cạnh, đó là Trương Thạc. Vừa đặng xong đã ngắn gọn giới thiệu quá. Nàng lại chuyển hướng Du Tùng, giơ lên đầu, phóng nhẹ giọng âm, đây là mạnh đại ca mạnh đại tẩu, phàm tinh ba mẹ. Du Tùng hơi khẽ không người, cùng đối phương nắm tay. Dư Nam chỉ xuống, bọn họ là người tình nguyện lưu thông cùng tiểu viên, quỹ vừa mới thành lập, bọn họ không trở lại. Đó là trước sân khấu tiểu na, năm nay cũng ở đây nghi quá. Du Tùng nhất nhất chào hỏi. Những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bọn họ cử chỉ vô cùng thân thiết, Dư Nam ngữ điệu nhu hòa, Du Tùng nghe nàng nói nói không tự chủ cuối người áp tai, không cần nhiều lời, đều biết hai người là quan hệ như thế nào đây đó cũng không thách đạo nói cười sau một lúc tiếp tục chuyện lúc trước sảnh trước lý hoang thanh tiếu ngữ vui vẻ thân mật giống như người một nhà hai người ở trương thạc bên cạnh tọa hạ trương thạc ôm vai bất mãn liếc liếc mắt một cái dư nam này phiến tử ở chỗ này ngươi trước đó cũng không nói cho ta dư nam kia phiến tử trương thạc kiên xuống ba nàng đặng song vẻ mặt vô tội biết miệng liếc mắt nhìn dư nam dư nam rót chén nước cái miệng nhỏ uống nàng cũng là quỷ người tình nguyện trương thạc hừ cười một tiếng nàng bất gạt người đã cảm tạ trời đất còn người tình nguyện hắn nhìn dư nam lại hỏi một lần trước đó thế nào không nói cho ta dư nam cười tại sao phải nói cho ngươi biết trương thạc một đổ, liếc về phía du tùng Du Tùng Vũ ra điếu thuốc ngậm, đi đào hỏa nhi, Dư quan cũng không thưởng hắn một, đừng thấy ta, ta không biết. Qua một chút, biết cũng không nói cho ngươi. Trương Thạc Hắn khí kiệt, trừng đặng song không nói lời nào. Đặng song bị trành thẳng sợ hãi, nàng khụ thanh, đứng dậy nói, ta đi ra sau giúp. Trương Thạc Tòa hạ, bất trả tiền lại, ngươi chỗ nào đô không cần muốn đi. Không có đặng sông trong lòng mắng hắn mau cũng không còn lại, trên mặt lại lấy lòng cười, thân phận ta giấy chứng nhận bị ngươi khấu hạ thế nào chạy. Huống hồ ta căn bản không muốn chạy, ngày hôm trước vừa tới, muốn đại hảo một trận nhi đâu. Nghe lời này, Trương Thạc phóng đi, nàng nhanh như chớp nhi chạy đi hậu đường. Tối nay thời gian, Mạnh Đại ca cùng Mạnh Đại tẩu đem chuẩn bị cơm tất niên bưng lên bàn, cửu thái một canh, sắc hương vị đều toàn, rất là ra dáng đại gia ngồi vây quanh ở bàn gỗ bên cạnh, cộng thêm một tiểu bằng hữu vừa vặn 10 nhân. Khởi điểm vẫn không buông ra, bao nhiêu có chút câu nệ, địa phương rượu đế số ghi thấp, uống bất ra vị, trương thạc theo trong xe khiên xuống một trương thuần sinh cùng kỹ bình rượu ngũ lương. Hán nhân rượu sức lực đại, một chén bạch xuống bụng, nóng nổi nóng lên cũng, đại gia nói mới nhiều lên. Trương thạc ai cái phát quyển yên, đốt hỏi, các ngươi kia quỷ là quản gì? Lưu thông buông hỏa nhả ra ngụm khói, hô hào xã hội cứu trợ bị quải nhi đồng, cùng với một ít bị quải nhi đồng thương hoạn cứu chữa. Hắn nói xong, bàn ăn yên tĩnh lại. Du Tùng ngón tay một trận, nửa ngày, yên quyển mới chuyển qua bên miệng hút miệng. Trương Thạc lại hỏi, thế nào hô hào Pháp? Tiểu viên nói tiếp nói. Ở trên mạng thành lập một trang web, phóng một ít bị quải nhi đồng tin tức, có người thấy, liền chụp tấm hình, đem hình ảnh truyền tới trên mạng, như vậy phương tiện thụ hại gia thuộc cùng cảnh sát tìm kiếm. Còn có, chính là trên mạng chiêu mộ người tình nguyện cùng tiền vốn. Đặng xong thêm câu, ta chính là nhìn thấy này trang web mới tới, không nghĩ đến thứ nhất đụng phải nam tỷ. Mặc dù ta không có tiền, đảng có thể đưa người tình nguyện. Trương Thạc Liếc nhìn nàng một cái, lần này chưa nói nói mát, chỉ hỏi, dùng được sao? Lưu thông thở dài. Xã hội đại chúng loại này ý thức còn là không cao, nhìn thấy bên đường ăn xin đứa nhỏ bình thường đô rất hờ hững bất sẽ nghĩ tới dùng di động chụp được đến truyền tới trên mạng hoặc là báo cảnh sát đây là lời nói thật tiểu na chính vùi đầu ăn cơm nghe đến đó nói mấy năm trước có một lần ta nhìn thấy nam nhân mang theo tiểu hài bên đường ăn xin nam nhân thân cường thể tráng đứa bé kia lại gầy như que củi quần rách áo vá có người đi ngang qua lúc hắn ngay sau lưng của hắn tháp một phen tiểu hài nhi khát đau liền lộ ra đặc biệt vẻ mặt thống khổ trang đáng thương hướng nhân thảo tiền lúc đó liền bởi vì không có loại này ý thức bây giờ suy nghĩ một chút còn rất hối hận vì sao bất báo cảnh sát đề tài này có chút ngưng trọng tiểu viên nói bị quải đến bất thai bất dục gia đình hoàn hảo chỉ sợ một số người lợi dụng tiểu hài kiếm lời đem bọn họ đánh vết thương buồn thiêu khung xương biến hình có chút vi thuốc ngủ cùng trấn định phiến ông đến trên đường cái thảo tiền những người này phát rồ, chuyện gì đô làm được. Nhưng lại pháp luật đối bọn buôn người chế tài không có chết hình, thực sự là không công bằng. Trong lúc nhất thời mọi người bảy miệng tám lưỡi, phát tiết trong lòng bầu không khí cùng bất mãn. Mạnh phàm tinh ăn xong rồi, hạ bàn, ở một bên chính mình chơi. Mạnh đại ca Thủy chung không nói chuyện, ngửa đầu quán miệng bia, buông đến, cái chén đụng ở trên bàn, ầm, một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, nửa ngày hậu, hắn nói, phàm tinh không một năm kia, ta và ngươi chị dâu thiếu chút nữa điên rồi, sống nhân không giống người quỷ không giống quỷ, sau đó bạn trên mạng chụp ảnh phiến, chúng ta đi tìm đi. Cho dù nàng lông tóc không tổn hao gì, ta cũng hận không thể giết nhà kia nhân. Mạnh đại tổ lau đem lệ, các ngươi còn chưa có đương cha mẹ, thể hội không đến chúng ta cái loại đó sống không bằng chết tâm tình. Du Tùng Mị hạ mắt, tưởng nhớ ra cái gì đó, phàm tinh bị quải quá. Mọi người nhìn sang, Dư Nam ngồi bên cạnh hắn, nhéo tay hắn, ngay Diêm Nguyên Hương phụ cận một thôn nhỏ tử, chỗ đó giao thông bế tắc, tứ diện đều là sơn. Hai người đối ngắm nhìn, hắn minh bạch nàng lời muốn nói. Du Tùng bên tai bất ngờ vang lên một giọng nói, thúc thúc, ta nghĩ muốn mẹ. Đó là một mưa to dàn dụ buổi chiều, đất trong phòng âm u chật chội, hắn ngồi ở cửa tiểu ghế thượng, đối diện chạy tới cái 6 tuổi nhiều tiểu cô nương, mở miệng câu nói đầu tiên là muốn mẹ. Du Tùng cho rằng mẹ của nàng chỉ là không ở nhà, lột khỏa xô cô la an ủi nàng, nàng không tiếp, không muốn, không muốn, ta. Nàng chỉ nói mấy chữ, chủ nhà hoang mang theo trong phòng chạy ra đến, sách ở tiểu cô nương trở về ôm. Tiểu cô nương ô ô khóc, chủ nhà lúng túng cười cười, tiểu oa nhi tử không hiểu chuyện, lão hướng khách nhân muốn miệng, xin lỗi. Ngày đó, tiểu cô nương khóc hắn trong lòng rối tung, không lý do, hắn xông dư nam phát đốn hỏa nhi. Du Tùng ánh mắt rơi vào mạnh phàm tinh trên người, hắn nắm chặt quyền, hai má bắp thịt cứng ngắt. Dư nam dắt tay hắn, an ủi cầm. Trên bàn cơm sớm đã thay đổi đề tài, bắt đầu hợp lại rượu, dùng bữa, kể chuyện. Dư nam ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nước hồ ôn hòa yên tĩnh, sơn cũng ngủ say, mực lam trên bầu trời đầy sao lóe ra, ngày mai sẽ là cái thời tiết tốt. Nàng đề nghị ra đi một chút. Chương kết ba dư nam nói. Khi căn bản không trách ngươi. Lúc đó tiếp xúc thời gian ngắn, bằng vào một câu nói, căn bản vô pháp phán đoán tiểu hài nhi thân phận. Húng hồ lúc ấy Trương Khải Tuệ cùng Thạch Minh náo được lợi hại, hắn cả đêm nhớ Dư Nam, hai người ở Sơn Động qua bán túc, bị nhiễu đã quên việc này cũng lại có mặt ở đây. Du Tùng không đáp lời, hai người đón ánh trăng chậm rãi đi về phía trước thỉnh thoảng phanh một thanh âm vang lên trước mắt chợt lóe có người bắn pháo hoa cùng pháo mừng trong không khí tràn ngập nồng đậm khói thuốc súng vị ngày lễ bầu không khí nồng nặc qua một chút hắn hỏi quỷ là ngươi làm ân du tùng hỏi ở đâu ra tiền lữ xương dân lần đó cấp quỷ tài chính khởi động tối thấp 10 vạn khối tiền của hắn vừa vặn du tùng đạo tiền này như thế dùng hảo. Dư Nam Tân, Thanh. Hắn nói. Không đã nghe ngươi nói. Nàng cúi đầu, đá hạ cục đá nhi. Trước còn chưa có ảnh chuyện đâu. Dư Nam đổi hồi bình thường trang phục, mặc một bộ lục sắc ngụy trang miên dắt két, trên đùi bọc màu đen váy bút chì, nhịp bước nhẹ nhàng, nàng hình như đặc biệt chung thích chơi thế thao dày. Du Tùng lãm ở vai của nàng, ở trước mặt hắn, nàng vóc dáng thấp bé, cơ hồ bị hắn kẹp ở dưới nách. Ngươi có khó khăn, hẳn là hỏi ta muốn. Dư Nam ngẩng đầu lên, không tính toán phóng quá ngươi a, à, ngươi có thể quyên tiền. Nàng đáp không của hắn, hơn nữa còn nhiều lắm quyên điểm nhi. Du Tùng đạo, bao nhiêu tính nhiều. Dư Nam nháy mắt mấy cái, nhìn thành ý. Du Tùng nói, thành ý nhiều được sợ ngươi chịu không nổi. Dư Nam liếc nhìn hắn một cái, Du Tùng câu môi xoa xoa nàng phát đỉnh, cuối cùng cũng có chút cười bộ dáng. Ở đi về phía trước, tới rơi xuống nước thôn quảng trường, quảng trường phía trước chi khởi thật lớn màn hình tinh thể lỏng, đang truyền trực tiếp xuân trễ. Loại này tiếp mục ở nhà không thấy đắc nguyện ý nhìn, đảng đại gia tụ cùng một chỗ, năm sông bốn biển vô cùng náo nhiệt, bầu không khí liền không giống nhau. Người trước mặt đầu toàn động, trạm ngồi, chen được chật như nêm cuối. Bọn họ đứng ở đoàn người phía ngoài cùng, dư nam điểm khởi chân phía trước từng viên một đầu nàng cơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy du tùng dán nàng phía sau lưng để sát vào còn nhớ cái kia buổi tối sau ở đây không phải lần đầu đến lần trước đốt lửa trại một chi bình thường dân tộc vũ dư nam xoay eo bày mông câu hắn tâm viên ý mã thiếu chút nữa cường thượng nàng dư nam không nhiều hỏi nhớ du tùng tay thuận nàng eo trắc mò lấy phía trước rút ra thiếp thân áo lót sờ đi vào. Dư Nam ngăn trở, hắn che ở nàng tề thượng bất động. Khi chỉ màu lam người cá dính của nàng nhiệt độ, miết ở tay tim, một loại ấm nhuận nhuận xúc cảm. Du Tùng dán nàng tai, đêm đó ngươi khiêu vũ, này vật nhỏ vẫn ở ta mắt trước mặt nhi hoảng. Dư Nam thấp cười thanh. Ngươi còn thiên xuyên cái loại đó lộ cái bụng, hắn ở đó rất tròn lỗ nhỏ thượng nghiền nghiền, cố ý câu dẫn ta. Dư Nam nói. Cho nên, chỉ bằng mặt, ngươi nghĩ rằng ta là người tùy tiện. Du Tùng cười. Ai biết ngươi như vậy chơi bất khai. Cách một chút, Dư Nam nghiêng đầu đột nhiên hỏi, ngươi trước đây rất chơi khai. Du Tùng một nghẹn, giải thích nói. Lần đầu. Đây là lời nói thật, hắn không theo liền, đảng đụng tới nàng, thành một cái ngoại lệ. Dư Nam không truy cứu thật giả, hừ một tiếng, nam nhân đều là trực quan động vật, thích vào trước là chủ một lúc lâu không nói chuyện du tùng ngón tay ở nàng tề thượng nhẹ nhàng vẽ quyển nàng ngứa rục hạ bụng dưới một lát hắn cười ta thích trước nhập còn là hậu nhập ngươi tối có lời ngữ quyền dư nam phản ứng một chút hạ lưu nàng suy thanh triều hậu kéo hắn cổ áo ta nhìn không thấy du tùng bị xả cung khởi bối tới sát nàng hai người ánh mắt chống lại hắn theo trong mắt nàng nhìn thấy dảo hoạt quan bộ dáng kia ngây thơ dơ lên môi, mang một chút tiểu khiêu khích, so với trước lãnh cảm dững dưng không biết đáng yêu gấp bao nhiêu lần. Du Tùng chợt nhíu mày, cho nên đâu. Dư Nam nháy mắt mấy cái, càng làm hắn kéo xuống mấy phần. Cổng ta. Du Tùng nhìn nàng một lát, lấy chỉ điểm điểm nàng, ở trước người của nàng ngồi xổm xuống. Phía sau một lúc lâu không có động tĩnh, hắn vừa định quay đầu lại kiểm tra, một đạo bóng mờ đập qua đây, cặp kia chân thon dài trực tiếp khóa đến hắn trên cổ du tùng không phòng bị hai cánh tay chống ổn ổn thấp mắng một tiếng dừng khoảnh khắc hắn không phí khí lực gì liền đứng lên đi kháp nàng trong bắp đùi một điểm thịt dư nam lại đau lại ngứa đôi chân ngắt mấy cái dùng sức kẹp chặt du tùng cụ thanh cắn răng nói dư nam ngươi thật trâu bức đô kỵ đến lão tử đầu lên đây dư nam trang không có nghe thấy cái gì ngươi liền trang. Hắn long ở của nàng mông, hừ lạnh nói, có ngươi thụ. Bọn họ không có thể đợi được nửa đêm tiếng chuông đập vang. Du Tùng kéo nàng một đường trở về đi, hắn bước chân mại đại, bước đi như bay. Dư Nam theo không kịp, bị hắn duệ một đường chạy chậm. Trở lại khách sạn, những người khác sớm đã kết thúc bữa tiệc, đô uống cao, âm hưởng phóng rất lớn thanh, lưu thông dơ micro dày vò tâm can gầm rú. Trên sofa, đặng song cùng trương thạc ở cướp một cái khác mạch trương thạc nằm nghiêng hai tay giơ được thật cao đặng song nửa người ngăn chặn hắn đi trong tay hắn cướp hai người sắc mặt ửng hồng cơ hồ thiếp cùng một chỗ trương thạc thấy bọn họ tiến vào đem đặng song theo trên người vén đi xuống du ca các ngươi đi đâu du tùng kéo dư nam một lộ lên thang lầu ai cũng không thấy hắn ăn ý không nói gì trương thạc ai thanh nói chuyện a à, lại muốn đi kia hai đạo thân ảnh cấp tốc biến mất ở chỗ rẽ. Trương Thạc đứng lên, kéo cổ, các ngươi bất hát sao? Du ca. Dư Nam, ngươi có hát hay không? Dưới lầu ồn ào náo động phao ở sau người, mất trật tự bước chân dẫm ở ván gỗ thượng, phát ra thùng thùng, trầm đục, một chút chút đập ngực, làm người ta sao động mà tim đập nhanh. Thượng lầu ba, trong hành lang ánh đèn mờ tối, hắn đi lên mặt, hỏi nàng. Kỳ giang. Dư Nam nói. Còn muốn thượng bán tầng, ở lầu cát thượng. Lầu các là một kỹ tự đỉnh, gian phòng không lớn, thắng đang làm tịnh ngăn nắp sạch sẽ. Bên trong có một bỏ túi phòng vệ sinh, sàn tựa ở bên tường, tà đỉnh có một hình chữ nhật cửa sổ ở mái nhà. Cái khóa, ca tháp, một tiếng rơi xuống, cách ly bên ngoài huyên náo. Dư Nam cắn môi dưới thịt, sắp sửa xoay người lại, một khối cứng trắng lồng ngực áp qua đây, nàng phát ở trên ván cửa, sau đó mông bị cái vật thập để ở, cứng rắn như sắt. Dư Nam hô hấp bị kìm hãm, hai cánh tay chống đỡ ván cửa. Du Tùng thở dốc như trâu, tới sát, đi thối nàng sau gáy vị. Dư Nam nói, "Vì sao hiện tại mới tới?" "Cuối năm, công ty bận." Nói dối. Dư Nam hỏi, "Khi nào thì đi?" "Sơ Tam, cùng ta cùng nơi trở lại." Hắn dừng một chút, thấy cha mẹ Dư Nam nói. Nghĩ đến Mỹ. Du Tùng cười mà không ngữ, tay đưa đến phía trước, ở nàng khố khâu thượng lục loại mấy cái, đi lên dời hai tấc, nàng co rụt lại bụng dưới, hắn trượt đi vào. Dư Nam không thể khống muộn hừ một tiếng, đầu để ở ván cửa, móng tay ở vật liệu gỗ thượng vẽ ra vài đạo dấu. Du Tùng hôn hạ nàng gáy, thở ra hơi thở đều là nóng rực, chúng ta bao lâu không có làm. Dư Nam nói không nên lời. Du Tùng hỏi: "Nghĩ sao?" Không đạt được đáp lại, trên tay hắn nhẹ một chút nặng một chút, có thể nghe thấy gầy yếu tiếng nước. Du Tùng thấp bật cười, "Ta hỏi hơn dư đã cảm nhận được." Dư Nam cắn chặt môi, trong bóng tối, truyền đến hắn giải dây lưng thanh âm, nàng nghĩ xoay người lại, Du Tùng không làm, sau là của nàng, chỉ cởi ra khố khấu cùng khóa kéo, cùng nhau thốn đến mông hạ. So sánh với dưới chân nàng quá ngắn, bị du tùng nắm eo trắc nhắc tới nàng điểm khởi đầu ngón chân hắn hơi cong đầu gối tung mình tiền rất dư nam rung thanh đi trên giường hảo du tùng trong hơi thở có thể phun ra hỏa liền tư thế trực tiếp đem nàng áp ở trên giường quần áo bọn hắn hoàn hảo nàng thậm chí còn mặc áo bông chỉ có trung gian một tiết lộ nhỏ vụn ánh trăng theo phía trên rơi xuống chiếu vào nàng rất tròn mông thượng du tùng bụng dưới căng thẳng hung hăng bắt nạt hành hạ. Không biết lăn qua lăn lại bao lâu, lần lượt, nàng quân lính tan rã. Rơi xuống nước thôn lão chung gõ 12 hạ, chân trời bị lửa khói thắp sáng, từ cũ đó người mới đến pháo tiếng điếc tai nhức óc. Dư nam lại cũng không cách nào kiềm chế, nhỏ vụn mà điên cuồng kêu to rút cuộc phát tiết ra. Quy về yên tĩnh. Ngoài cửa sổ ánh trăng thanh đạm, đầy trời sao phá lệ sáng sủa. Pháo thanh tắt, yên hoa tan hết, cùng hoang hậu, mọi người dần dần ngủ. Lâu hạng phùng cam lộ, hắn so với dĩ vãng đều phải ngoan. Lầu cắt lý một mảnh bừa bãi, hai người y phục trải rộng mỗi góc, chăn đơn xả rơi vào, trên giường nếp uống khó bình. Dư nam nằm bò phục, bắp đùi một mảnh ướt ngấy, cổ chân thượng còn treo quần lót, không nhúc nhích, hình như không có hơi thở. Chậm khẩu khí, du tùng ở nàng mông hôn lên miệng, xả quá trên mặt đất chăn đơn đem hai người đắp ở tay hắn duỗi ra, nhặt lên trên mặt đất áo khoác, lấy ra điếu thuốc đốt, tiện tay vẫn như nhau đông tây ở nàng bên cạnh. Dư Nam nâng nâng mắt, làm gì? Nàng mở miệng, giọng nói đã kêu câm. Du Tùng nói, muốn bao nhiêu, chính ngươi điền. Chậm chậm, Dư Nam miễn cười cười thanh. Ngươi đây là phiêu hoàng đưa tiền đâu? Biệt nằm mơ. Du Tùng đem yên quyển cắn ở kẻ răng, cánh tay dài chụp tới, nàng nằm ở hắn khuỷu tay lý, đẳng xả chứng, lão tử phiêu ngươi hợp pháp, còn dùng dùng tiền. Dư nam trừng khí lực của hắn cũng không có, mặc kệ hắn, cánh tay đáp ở trên người hắn, xúc tu một mảnh cứng rắn. Tay nàng chỉ di động mấy cái, vừa mới xuất viện lúc ngươi không phải như thế. Du tùng nhíu mày, cố ý banh bụng dưới cơ, thế nào? Dư nam lại sờ soạn mấy cái, thấp cười, rèn luyện. Du Tùng không hé răng, xoa ngực của nàng. Dư Nam nói, ngươi bây giờ mới tới, liền vì khôi phục vóc người. Du Tùng. Có ý kiến? Không có. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, một lúc lâu. Rất suốt. Hắn rất hưởng thụ. Suốt đã bảo thanh dễ nghe. Du Tùng. Hắn khát nàng, ngày đó thế nào gọi? Ngày đó sinh mệnh du quan, tình thế cấp bách sở tới, nàng bật thốt lên kêu quá hắn, cục cưng dư nam tượng không có nghe thấy tranh trong ngực hắn không nhúc nhích du tùng lộng nàng nàng nóng nảy ngươi chết lại một lần ta gọi du tùng ném đi nàng hôn lên thiếu thu thập không ngủ đêm có người trải qua thiên đường nhân gian mấy luân hồi có người thực tủy tri vị lòng tham không đáy lại chung lưu tiếc núi mùa đông quá khứ rất nhanh chính là mùa xuân lô cô hồ một mặt hướng hồ một mặt là sơn mỗi ngày đều là xuân về hoa nở nên đón đưa đi, có người tuyển trạch này lãng mạn thắng địa, hướng ý trung nhân cầu hôn. Nam nhân tay phủng một bó đỏ rực hoa tươi, quỳ một chân trên đất, nữ nhân nghiêng người đứng, đã nước mắt tràn rụa. Bạn gió xuân, nam nhân thấp. Ngâm hát, bình thường cũng nhưng bình thản cũng nhưng tự có thiên địa đảng cầu mặt trời mọc sáng sớm đến hậu có thể trông thấy người kia đã rất tốt quá. Du khách nghỉ chân cổ vũ, hô to, gã cho hắn, gã cho hắn một đôi nam nữ đứng ở đoàn người bên ngoài nam hình dạng anh tuấn là một to con nữ mặt mày thanh đạm buộc lên đuôi ngựa ninh thành bánh quai chèo nhìn một chút nam cười nhạo lấy lòng mọi người nữ lạnh lùng phun ra một chữ toan nam nhíu mày thế nào ngươi cũng muốn nàng không thèm bày một chút đầu đi thôi hai người xoay người đi chưa được mấy bước nam cánh tay dài chụp tới đem nàng thu ở trước ngực tiếng ca việt phiêu việt đạm tình là vĩnh bất héo rũ mà mỗi một ngày qua mỗi một ngày này say giả liền yêu ngươi thật nhiều nhiều hơn nữa một chút tới mãn tả ta yêu nhất ngươi cùng ta này sinh cùng nhau kia e ngại ngày mai phong cao lộ tà hắn hỏi này ca nghe quen thuộc cái gì ca nàng không nói một lát một mặt cười nhạt tan tiếng gió xuân lý hoàng tác giả có lời muốn nói cho nên các ngươi đô đoán không đúng nam tỷ cùng hắn biểu lộ quá, hắn lại vĩnh viễn cũng không biết, heo. Chương cuối cùng, nổi bọt cùng không mạo quá phao tiểu yêu các còn không ra tác cái hoa cùng tỷ nói tác vưu na kéo. Sau đó, đến đến đến, tiểu yêu tinh cát, cầm lên chuột, cùng tỷ cùng nơi điểm. Tân văn. Chuyên mục, quầy bộ. Tay động tìm tòi, cô tổng, cuối cùng, cảm tạ một đường đến yên lặng ủng hộ các ngươi của ta, vô luận nó là phủ đặc sắc, đảng đã vượt qua dự tính của ta, Yuka cùng nam tỷ từng chân thực sống ở trong đầu ta, sinh liên tục sống ở một gọi đại lý mỹ lệ thành thị. Mấy năm mười mấy năm hậu, ta có lẽ sẽ trở thành đại thần, có lẽ ly khai võng văn lĩnh vực, đảng hội vĩnh viễn nhớ phần đầu tiên văn mang cho mình phong phú cùng cảm giác tồn tại, hội nghĩ khởi gặp các ngươi mỗi điều nhắn lại lúc hạnh phúc cùng thỏa mãn. Thiên ngôn vạn ngữ, có chút nói năng lộn xộn, bất làm kêu, nói chung, nếu có duyên, chúng ta hạ bản lại ước. Tân Văn sẽ không quá sớm, nghĩ nhiều tồn điểm cảo, không muốn vứt bỏ ta, chúng ta ủi bộ chơi ha. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Phiên ngoại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiểu kịch trường chi bóng mờ một ngày, trễ về. Bên ngoài mưa to mưa to, du tùng vào phòng thu hảo ô, đạn rụng trên cánh tay treo giọt nước. Hắn cúi đầu, lặng lẽ đổi giày. 10 giờ, gian phòng không bật đèn, hắn cho rằng nàng ngủ. Bỗng nhiên có bóng người nhào tới, đem hắn đụng hướng ván cửa, một đôi mềm nhẵn tay kéo ở hắn y phục vạt áo, từ đầu thượng lỗ đi xuống. Du Tùng âm thầm cười, Dư Nam một ngụm cắn ở hắn hơi nghiêng trước ngực thượng, cuối cùng lại lấy cái lưỡi liếm liếm, hắn cái ót tê rần, lông tơ đô kích thích đến hắn trêu chọc. Ngươi đừng thái trực tiếp. Dư Nam mặc kệ, kiển chân liếm hắn trái cổ, hắn phát ra tiếng lúc, kia khối nhô ra ở nàng dưới lưỡi run. Tay nàng đi xuống, chừng mấy ngày không có làm, ngươi không muốn. Du Tùng trực tiếp dùng hành động trả lời nàng. Dư Nam còn chân trần, hắn cúi người, nâng nàng mông điếm ở trên cánh tay phải, ôm tiểu hài như nhau hướng phòng ngủ đi. Tiền hí dài dằn giặc, Tiến vào đề tài chính lúc, Ký ức đảo mang, Du Tùng bỗng nhiên hồi tưởng lại không tốt trải qua. Trời mưa, buổi tối, chủ động, nữ thượng vị. Dư Nam Chính khó chịu nửa vời, hắn bất động, đột nhiên đứng dậy, đem nàng văng ra. Du Tùng ngồi bên giường, nhìn chầm chầm trong đêm tối một lúc lâu, hỗn hển nói con mẹ nó ngươi sau này đừng nghỉ ở phía trên. Dư Nam không hiểu ra sao cả. Lão tử có ám ảnh trong lòng, sợ ngươi ngủ hoàng ta chụp vỗ mông, Nói chỉ là pháo hữu. Dư Nam Từ đó, thiếu rất nhiều lạc thú. Tiểu kịch trường chi không văn hóa, thật là đáng sợ tỷ tỷ cùng muội muội mang theo cẩu cẩu đi dạo chơi ngoại thành, tỷ tỷ trước xuất phát, lấy 4.000 mễ, mỗi tiểu thì tốc độ chuyển động đều. Qua một Năm tiểu thì, muội muội mang theo cẩu cẩu xuất phát, cẩu cẩu lấy thập cây số, mỗi tiểu thì chuyển động đều, truy phía trước tỷ tỷ, đồng thời, muội muội ở phía sau cũng làm chuyển động đều. Cậu cậu đuổi theo tỷ tỷ, lại phản hồi đến tìm muội muội, hỏi, lúc này hai tỷ muội cách rất xa. Muội muội lại quá nhiều lâu có thể đuổi theo tỷ tỷ. Tiểu yêu tinh các không muốn thật đi tính, hội bại lộ Du tiên sinh chỉ số thông minh đát. Du tiểu xuyên hai tay chống mặt bàn, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt trông mong nhìn bên cạnh Du tiên sinh. Du tiên sinh nhìn chầm chầm sách bài tập, nắm một cây viết, trên giấy viết chữ vẽ tranh qua một hồi lâu du tiểu xuyên nhịn không được hỏi ba ba tính đi ra sao du tiên sinh chờ năm phút đồng hồ hậu du tiểu xuyên ba ba còn bao lâu nữa a à? ba phút lại quá ba phút du tiểu xuyên đang ngồi vị thượng xoay đến xoay đi ba ba ngươi rốt cuộc có thể hay không du tiên sinh suy nghĩ một chút cao mày này đề ai ra Du Tiểu Xuyên. Lão sư. Du tiên sinh đem bút ném một bên nhi, các ngươi lão sư ăn no rửng mỡ. Cứ như vậy một phá lộ, con chó kia chạy tới chạy lui vài tranh, nó có mệt hay không? Du Tiểu Xuyên biết biết miệng, ủy khuất nói. Ta bạn cùng bàn quả quả ba ba đặc biệt lợi hại, mỗi lần cũng có thể giáo nàng ứng dụng đề, khóa bị ổi nghiệp đô được 100 phân. Du tiên sinh ôm cánh tay trừng hắn, tiểu xuyên cúi đầu, nhỏ giọng nói ba hắn là tiến sĩ. Nhưng ngươi, liên cao trung cũng không tốt nghiệp. Du tiên sinh hừ lạnh một tiếng, yên ổn trao trao mày. Con mọc sách có cái gì hảo? Hắn có lão tử có tiền sao? Du tiểu xuyên ôm lấy sách bài tập, trượt xuống ghế tựa. Ta đi tìm mẹ. Về. Du tiên sinh gọi lại hắn. Mẹ ngươi biết cái gì? Nàng sơ trung miễn cưỡng tốt nghiệp, còn không bằng ta đâu dư nam tiểu kịch trường chi không văn hóa thật là đáng sợ nhị năm học độ gia trưởng hội du tiểu xuyên bạn cùng bàn khương quả quả cầm lớp đệ nhất danh quả quả ba ba ở bục giảng đại biểu gia trưởng nói chuyện hắn giọng dạc cái gọi là kinh nghiệm là muốn khai phá đứa nhỏ tự thân tiềm năng ở bọn họ cần giúp đỡ lúc cho chính xác chỉ đạo nửa giờ sau trở lại chỗ ngồi bên cạnh ngồi nam nhân vóc người lỗ võ hình dạng tuấn giật chỉ khí tràn quá cường thế sắc bén. Quả quả ba ba chủ động kỳ hảo, vị này chính là tiểu xuyên ba ba. Người nọ liếc mắt, thấp tân một tiếng. Quả quả ba ba nói. Tiểu xuyên cùng quả quả rất tốt, quả quả thường xuyên nhắc tới hắn. Nếu như du tiên sinh không để ý, tiểu xuyên có thể thường xuyên đến nhà ta, ta cùng nhau dạy hắn các ứng dụng đề. Người nọ mặc hát tượng đáy nồi, nửa ngày hậu, đi ngư gia. Đúng vậy một đi lên mặt, một đi rồi mặt. A, à, lại dắt một con chó. Đã khuya, Du Tùng rốt cuộc về nhà, Tiểu Xuyên đã ngủ hạ. Dư Nam Xuyên thật lạnh mau. Thế nào trễ như thế? Du Tùng hướng trên người nàng liêu liếc mắt một cái, chỉ nói làm ít chuyện. Hắn bắt tay Lý Đông Tây buông, Dư Nam hỏi, lấy ở đâu những sách này? Du Tùng không đáp lời, nàng lật lật kiến trúc thiết kế cơ sở tân tầm nhìn đại học tiếng anh cao đẳng toán học kiến trúc sử dư nam hiểu không nói gì một trận lành lạnh nói một phen tuổi biệt hạt lăn qua lăn lại nàng xoay người hướng phòng ngủ đi bị một phen bắt được đảo mắt nhảy ngang qua trên đùi hắn du tùng xoa nàng môi tương thiếp hắn thấp giọng nỉ non lão tử bằng cấp như thế thấp năm đó vì ai dư nam rủ xuống con ngươi thân hắn chấp mũi ta chỉ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, ai làm hại. Du tùng tâm một nhảy, tay càng làm càng không thăng bằng. Nàng cắn môi. Đương nhiên. Du tùng mai phục đầu, dư nam nửa thân thể bị giá cao, một lúc lâu như vậy bồi thường có đủ hay không? Không dung nàng nói nói, thử lập một tiếng, bố rơi, đèn tắt, đại gia tự do méo mó hi ai ai. Ai ném gạch? Vi kịch trường dư nam ngươi đã vô sĩ đến nhất định trình độ khi cái lỗ tai nghe thấy ta kêu ngươi du tùng khụ gần đây tai mất linh quan dư nam đêm nay vận động một chút là có thể chữa cho tốt du tùng này đáng tin dư nam chính ngươi dùng tay trị du tùng a à, bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 67 Phiên ngoại 1 một. một viên hạt giống Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nửa năm sau, một ngày, Dư Nam ở khách sạn hậu viện phơi nắng, bên chân nằm bò chỉ mập mạp đại hoàng miêu, cách đó không xa râm mát góc, lười biến nằm mấy cái tiểu, trên đầu tường còn có một hắc một hoàng nhàn nhã tán bộ. Này oa miêu đến từ đại lý, lúc trước Du Tùng ở vứt đi vọng gác phát hiện, sau đó bọn họ thường đi, lại chưa gặp được, ai biết là hắn gọi người mang đi vẫn dưỡng, mấy tháng trước, Du Tùng đến lô cô hồ nhìn nàng, một khai hậu bị rương, mấy cái đông tây phía sau tiếp trước sông tới, dọa nàng một đại nhảy. Dư Nam không gặp nhiều vui mừng, mặt không chút thay đổi nói. Lộng mấy thứ này đến làm cái gì? Du Tùng nói. Có người không phải không dưỡng quá sao? Trong lòng vẫn không thăng bằng. Dư Nam mắt lạnh nhìn hắn. Khi ta tiểu hài nhi đâu? Du Tùng Câu ở nàng cầm, dương lên môi, lỗi, khi ngươi là công chúa. Hướng môi nàng nhẹ mổ miệng, thâm tình nói. Ta tiểu công chúa. Lúc trước ở Đại Lý, vì lấy lòng nàng, hắn mang nàng đi nhìn vừa sinh ra con mèo nhỏ tể nhi, nói tới dưỡng sủng vật, dư nam nói bị trở thành công chúa sủng đứa nhỏ mới có quyền lợi làm này đó. Nguyên lai hắn vẫn luôn nhớ. Dư nam khóe miệng co quắp, mày gian lõa lồ một tia mất tự nhiên, trong lòng lại mềm kỳ cục. Buồn nôn. Nàng nói thầm một câu, đi xuống liếc nhìn, vừa nhấc cầm, quán trách đạo. Ta tình huống hiện tại, có thể dưỡng thứ này. Du Tùng hướng trên người nàng mắt liếc, ngẩn ra, sau đó xúc xúc tráng, cười. Ta sơ sẩy, kia, một hồi nhượng trương thạc lộng đi. Dư Nam nói. Quên đi, cho vào hậu viện đi, ta làm cho các nàng dưỡng. Cứ như vậy, này mấy cái ổn định cuộc sống, ở tại dư xá hậu hoa viên. Dư Nam chưa bao giờ ôm chúng nó, đại thể đô đặng xong cùng tiểu na chăm sóc, thỉnh thoảng bị du khách bắt đương đạo cụ, ánh nắng, xích đu, yên tĩnh sau giờ ngọ, mèo lười, đảo hình thành một bức nhàn hạ tự tại hình ảnh, du khách lui tới không ngừng. Dư Nam lấy chân huyết hạ mèo mập bụng, nó mắt mở điều khâu nhi trong nàng, một lát lại nhắm lại, chưa động mảy may, lười có thể. Dư Nam cười hạ, tựa ở ghế dựa thượng, hôm nay bữa trưa ăn có chút nhiều, lúc này khốn ý bất mãn. Nàng nhắm mắt lại, sắp sửa ngủ, sảnh trước lý có người rống lên hai giọng nói, dư nam một kích linh, lập tức khốn ý hoàn toàn không có. Giật mình, nàng quay đầu nhìn sang, không bao lâu, môn lý thoát ra cái bóng đen, đảo mắt đã đến trước người. Người tới hô thanh. Dư muội muội ta tới. Hắn hướng nàng phía trước một ngồi sổng, chúng ta ngày đêm đi gấp đô không lo nghỉ ngơi, có người đôi mắt trông mong, liền ngóng trông có thể tạo điểm nhi nhìn thấy ngươi. Ngươi đảo hảo, liền biết mình hưởng thụ. Dư Nam quét liếc mắt một cái trương thạc, ngươi cùng cái phụ nữ có thai tính toán này đó có ý tứ. Được, ta lại sai rồi, hắn hoảng một chút đầu, thế nào? Hành lý thu thập xong không? Ta cùng Du Ca thương lượng, hai ngươi hồi tế nam mấy ngày này, ta. Lưu ở đây giúp ngươi xem. Dư Nam không thấy hắn, tầm mắt rơi vào cửa. Có đặng Song ở đây. Trương Thạc Khụ Thanh. Nàng ở, đỉnh cái rắm dùng, kia một tên lừa đảo, nói không tốt ngày nào đó đêm này điếm đô quyển chạy, mau cũng không còn lại, ta. Được giúp ngươi xem, nói chung ngươi đừng quản, an tâm cùng Du Ca trở lại. Dư Nam nửa ngày không theo tiếng, cũng không biết nghe thấy không có nghe thấy, nàng đuôi mắt mang cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía cạnh cửa. Trương Thạc theo nhìn sang, môn trắc ỷ cá nhân, to con, tay trường chân trường, một phái lười nhát không kiềm chế được bộ dáng, tùy ý đứng, hình như cái gì cũng không nghĩ cái gì đô không quan tâm, lại duy chỉ có trong ánh mắt của nàng nồng được hóa bất khai. Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây, Trương Thạc chỉ cảm giác mình lượng được chói mắt, nhất thời có chút hậm hực, sờ sờ mũi, đứng dậy đào tẩu. Du Tùng ở cạnh cửa đứng đó một lúc lâu, cất bước qua đây hai người rất lâu không thấy hắn lần trước đến dư nam bụng vừa hiển ôm hiện tại lại tượng che một cái chảo du tùng ở trước người của nàng tọa hạ nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn rất lâu ánh mắt lại na đến nàng trên bụng cảm giác này cực tế nhị tượng hai khỏa nguyên bản độc lập mà sinh dây leo ở mưa gió chập chờn trung đây đó tới gần trưởng thành dao cổ gắn bó tư thế sau đó kết làm tân hạt giống trở thành chúng nó sinh mệnh kéo dài mà này hạt hạt giống Trùng hợp ở trừ tịch đêm đó loại hạ, ở hắn yêu cô nương trong thân thể mỗi một ngày lớn lên, chung có một ngày hội chui từ dưới đất lên ra, trưởng thành chọc trời hồng tùng, tượng hắn cao ngất, tượng của nàng cứng cỏi. Dư Nam nói, nhìn đủ không có. Hắn cười, hướng trên mặt nàng nhéo nhéo. Mập. Dư Nam ngắt phía dưới, né tránh hắn, người này đương cha đảo nhẹ nhõm. Du Tùng nhìn nàng, con ngươi sắc trầm như biển sâu kể cả tay nàng cùng khấu ở hở ra trên bụng. Hắn hỏi, con ta nghĩ ta? Hay là hắn nương nghĩ ta? Dư Nam dừng một chút, chợt nhíu mày. Ngươi cũng biết là nhi tử. Du Tùng nói, thứ một hy vọng là trọng nam kinh nữ. Lão tử chính là trọng nam kinh nữ. Du Tùng bắt được tay nàng thân miệng. Mạnh như vậy các ông gian, dù sao cũng phải có một kế thừa dư nam suy thanh du tùng tiếp tục nói tương lai tái sinh cái nha đầu nhượng ca hắn che chở viên mãn đừng ở chỗ này nhi làm mộng đẹp hắn gật gật đầu cố ý nói bất đều nói mộng đẹp có thể trở thành sự thật sao dư nam dỗi nói liền này một đừng hy vọng còn có lần sau du tùng hướng trên người nàng tùy ý liếc mắt không có ý tốt cười này nhưng không phải do ngươi hôm sau Du Tùng mang Dư Nam hồi Tế Nam, nửa đường đi đường vòng nhi đi một chuyến đại lý, nàng không hiểu được hắn muốn làm cái gì, đương xe Việt giả khai thượng cái kia quen thuộc lộ, nàng mới hiểu được. Xe lái vào lưng chừng núi biệt thự, tường trắng ngói xám độc đống ngay ngắn có tự, bên tường là muôn hồng nghìn tía hoa tươi, điểm suyết ở lục sắc lý, như thơ như họa. Dư Nam nhìn hắn một cái, không nói chuyện, lại quay đầu trở lại, xe vòng qua trung tâm hoa viên, Du Tùng ghé mắt, nói lần sau về muốn sinh hoàng sau này xem trước một chút bà hắn ngữ khí bình thản không phải giải thích tượng nói nhất kiện là chuyện phải làm chuyện dư nam hỏi ngươi không để ý du tùng nhìn về phía trước hắn không ở làm sao ngươi biết du tùng suy một tiếng không nói gì xe rất ổn thấy cửa sớm đứng nhân dư nam nhìn sang lại là sửng sốt người tới toái bước lên tiền đỡ lấy nàng ánh mắt nhìn chầm chầm nàng bụng, hỉ không tự kìm hãm được. Dư Nam suy nghĩ khoảnh khắc, đã đoán ra một hai, không vui bạch liếc mắt một cái du tùng, mở miệng gọi người lúc chưa lộ kinh ngạc. Du A Di Du mẫu vui mừng không được, ai thanh, Sam ở nàng cánh tay đi vào trong, chậm đã điểm nhi, đại nhiệt thiên tiểu nha đầu chịu tội. Dư Nam cười cười, hẳn là ta trở lại nhìn ngài mới đúng. Du mẫu vội nói. Người một nhà, chỗ nào còn phân ai xem ai. Nàng dừng một chút, lần này cố ý qua đây, là vì gặp một lần bà, cảm tạ nàng nhiều năm như vậy chiếu cố nuôi nấng ngươi, mặt khác, ngươi cùng tiểu tùng chuyện cũng hẳn là chính thức có một thuyết pháp, một chuyến này ta và ngươi du thúc phải đến. Du mẫu vỗ vỗ tay nàng. Lại nói như thế nào, cũng không thể nhượng ngươi ủy khuất. Dư Nam. Thật không có gì. Du mẫu vui đùa nói. Có người cũng không ứng nói liếc mắt nhìn du tùng tiếp tục nói ngày khác ngươi cùng tiểu tùng lĩnh chứng ta và ngươi du thúc ở đi lão tưởng nấm mộ thượng nén hương nhắc tới nhắc tới nhượng hắn an tâm dư nam hơi cúi đầu hơi nhếch môi lại nói không nên lời tiếng cửa lớn bà cũng nghe ra kéo dư nam tay kia đuôi mắt chật nít nếp nhăn trên mặt khi cười không ngừng quan sát nàng du phụ du mẫu hôm qua đã đến cùng bà đã thục lạc kỹ vị lão nhân tụ ở bàn ăn đề tài toàn bộ quay chung quanh trong bụng của nàng cái kia. To như vậy phòng ăn, hoang thanh tiếu ngữ. Dư Nam ngồi ở sofa một góc, nhìn phía xa mấy người, bên này có vẻ càng yên tĩnh, nàng khẽ vuốt bụng dưới, một lát, có tay đặt lên đến, nghĩ gì thế? Nàng nghiêng đầu liếc nhìn, cảm ơn ngươi. Du Tùng chợt nhíu mày. Cảm ơn ta cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, một phái nhẹ nhõm. Liền sở hữu đi. Sở hữu, hắn cấp tôn trọng, hiểu, hắn cấp một gia Du Tùng nhìn nàng nửa khắc, liền miệng tạ Vậy ngươi muốn thế nào? Du Tùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng eo trắc Phụ thân nói câu lời nói thô tục Môi sát qua vành tay kia khắc Một cổ hơi thở nhào tới Mang theo nàng quen thuộc vô cùng vị Dư Nam co rụt lại cổ, nhỏ giọng xích Cổn Du Tùng cười, nhẹ mổ môi của nàng Chớ mắng nhân cẩn thận dạy hư con ta. Không dừng lâu lắm, hai vị lão nhân thừa cơ ly khai, sợ thân thể nàng ăn không tiêu, du tùng dư nam lái xe trở lại, hai người đi một chút dừng dừng, tùy ở tùy chơi, đến tế nam đã ba ngày sau này. Chính trực mùa hạ, tế nam lục ý rờ rỡ, liễu chi buông xuống mặt nước, hoa khởi nhẹ nhẹ rung động. Lần trước đến còn là mùa đông, trong mắt hiu quạng lành lạnh, có lẽ là tâm tình bất đồng, lúc này gió nhẹ quất vào mặt, nghe người ta thanh tiếng ca ô tô rú còi thanh, thành thị màu sắc trở nên tươi sống sáng sủa, lại không hiểu hơn một chút lòng trung thành. Trở lại Du Gia đã màn đêm buông xuống, Du Tùng đem xe dừng hảo, một tay sách hành lý, một tay kia tự nhiên hoàng quá hông của nàng, cẩn thận che chở. Bọn họ đi qua ầm ĩ đầu đường hẻm nhỏ, ở đây không thể so vùng ngoại thành, Thái Dương xuống núi hậu như trước phi thường náo nhiệt, có người giờ cơm sớm, hướng tiểu khu hoa viên đi, chuẩn bị nhảy múa trên quảng trường, có người vừa mới tan tầm, sách thái, vội vã hướng ra đuổi. Hàng xóm quen biết, thấy hai người trải qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Tiểu Tùng, về. Về. Hàng xóm gật gật đầu, thấy hắn kéo cái cô nương eo, cử chỉ vô cùng thân thiết, tự nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng dư nam, không ngừng nhìn bụng của nàng, tâm trạng liền minh bạch, lấy quạt hương bồ điểm điểm du tùng, hảo tiểu tử. Du Tùng cũng không nói nói, câu môi cười, đem nàng long chặt mấy phần, triều lâu đóng đi đến. Du gia ở năm tầng, sớm một chút năm mua nhà, không thang máy, thang gác có chút đẩu, Du Tùng liếc nhìn nàng một cái, có thể đi lên. Nếu không đâu. Dư Nam đỡ eo, ngươi ôm ta. Đi a. À. Hắn làm bộ đem hành lý đưa cho nàng, nhìn ngươi nặng không nặng. Dư Nam không tiếp, hừ một tiếng, không có ngươi nghĩ như vậy yếu nàng dẫn đầu đi lên đi nhịp bước nhẹ nhàng hoàn toàn không giống đang có mang nhân du tùng nhìn nàng bóng lưng cười cười thích hợp nhu nhược là quyền lợi của ngươi không nghe thấy đáp lời du tùng cất bước đi lên một lát nghe thấy như có như không tiến trên lên tới năm tầng dư nam hơi chút có chút thở dốc du tùng gõ cửa thuận tiện cúi đầu liếc nàng liếc mắt một cái thân thủ nhéo nhéo nàng hồng hào hai má không nhiều lúc có người ra mở cửa thấy bên trong trạm nhân hắn vi lăng mặt tích đồng nhìn về phía du tùng lại cấp tốc liếc liếc mắt một cái bên cạnh hắn nữ nhân muộn thanh du ca nàng hơi chút nghiêng người tịnh không gọi dư nam du tùng tân thanh dẫn nàng vào cửa lại hỏi thế nào hôm nay về nghĩ mặt tích đồng cúi đầu vào phòng thanh âm vẫn như cũ rầu rĩ nghĩ Du mẫu cùng Hoàng Di ở phòng bếp bận việc, Du phụ bưng khay ra, triều lý hô thanh. Tay chân lanh lẹ điểm nhi, nhi tử cùng tiểu nha đầu đô về. Du mẫu từ phòng bếp lộ ra cái đầu, niềm vui hiện trên khóe mắt, liên tai, hai tiếng. Dư nam buông ba lô, đỡ eo đi phòng bếp muốn giúp bắt tay, Du mẫu ngạc nhiên, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đỡ ra, dặn nói. Nha đầu, ngươi cứ ngồi vững vàng, cái gì cũng không dùng ngươi ban, một hồi nhưng sức lực ăn, đếm thử A Di tay nghề. Dư Nam nói, ngài cũng đừng thái phiền toái. Du mẫu phất phất tay, hướng phòng bếp chạy đi. Phòng khách còn lại ba người, khó tránh khỏi có chút lúng túng, mặt tích đồng ngồi ở bên kia, mắt trành xem tivi, thủy chung không xem bọn hắn. Dư Nam liếc nhìn nàng một cái, nàng mặc một bộ màu đen cùng đầu gối trường tê, khoan rộng lớn đại, phía trước ấn phim hoạt hình đồ án, thuận tay nàng cánh tay nhìn lại thủ đoạn thon trắng nõn không có vật gì dư nam thu hồi tầm mắt không khi nào du phụ bưng trà đến bầu không khí mới hòa hoãn một chút cá biệt tiểu thì thức ăn toàn bộ thượng bàn cuối cùng một đạo là cá trích canh sai một chút rau thơm du mẫu phái du phụ đi xuống mua mặt tích đồng đêm nay thủy chung tình tự hạ nàng đứng dậy ta đi mua chưa kịp ngăn cản nàng đã ra cửa du tùng cùng dư nam nhìn nhau nửa khắc hắn đứng dậy ta ra hút điếu thuốc ra lâu đóng du tùng không mấy bước liền đuổi theo nàng mặt tích đồng đi rất chậm cúi thấp đầu dưới màn đêm đèn đường đem nàng bóng dáng kéo rất trường có vẻ càng cô đơn du tùng đi ở bên người nàng mặt tích đồng nghiêng đầu liếc nhìn lại cúi đầu đi qua công viên ít người quảng trường tiếng nhạc cũng nhỏ du tùng giơ tay lên hướng nàng đỉnh đầu xoa xoa nhưng không lớn tính tình còn không tiểu. Ngoại trừ hắn nằm viện lần đó, bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt còn là ở đại lý. Quán ăn ngoại, nàng ngay trước mặt Dư Nam Nhi thân hắn, hắn xưa nay chưa từng có hung hăng của trách nàng, sau hai người lại không chính thức nói chuyện quá. Du Tùng nói, ngươi là em gái ta, đương ca mắng ngươi, ngươi còn mang thù. Mặt tích đồng quay đầu sang một bên, cách đó không xa, một cái cửa sắt chăm chú khép kín, bên trong tối như mực, là nàng đã học qua trung học. Qua một chút, Du Tùng xúc xúc tráng, muốn còn sinh khí, ca cho ngươi nói lời xin lỗi. Mặt tích đồng đột nhiên dừng lại, Du Tùng không ngờ tới, đi về phía trước hai bước cũng theo dừng lại. Giữa hai người cách mấy bước cách, mờ nhạt dưới ánh đèn, nàng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn chầm chầm hắn, hô hấp vi loạn, cố chấp không nháy mắt một chút mắt. Du Tùng biểu tình nhàn nhạt, nhìn về phía nàng, chờ tiếp được tới. Mạc tích đồng nói ngươi không cần một nhắc lại ta ngươi chỉ đương muội muội ta du tùng không hé răng nàng cười chế nhạo cười thế nào sợ ta còn có cái gì quá khích hành vi làm cho nàng hiểu lầm du tùng dừng một chút nói cũng là cũng không phải mặt tích đồng nắm chặt quyền thanh âm trong đêm đen thập phần yếu đuối du ca ngươi xem rồi ta lớn lên nhưng ngươi cùng nàng ngay cả chúng ta ở chung một phần mười thời gian cũng không cùng. Nàng đối ngươi quan trọng như thế sao? Du Tùng không nói chuyện, chỉ cân một tiếng, lại vô cùng kiên định. Sau, một lúc lâu trầm mặt, Du Tùng động đặt chân, hắn không quá sở trường cùng cái nữ nhân kỹ kỹ méo mó, nghĩ gọi nàng trở lại, lại thấy nàng dẫn đầu ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, ta tha thứ ngươi. Du Tùng Ân Mặt tích đồng đi hướng hắn, Ta nói, ta đã sớm tha thứ ngươi, nàng hoàng ở hông của hắn. Ca Du Tùng hơi cứng ngắt, bắt được tay nàng cánh tay, Mạc Tích Đồng nói. Đừng động, để ta ôm một lần. Hắn bất động, Mạc Tích Đồng hai má dán hắn ngực, bên trong là mạnh mà có tiết tấu tim đập, lồng ngực rất cứng, lại dị thường ấm áp, nhưng nó căng vốn không thuộc về nàng. Mạc Tích Đồng nói. Ngươi không phải là bởi vì thua thiệt nàng. Du Tùng không cho nàng đáp án, lại nói. Tìm nàng mấy năm nay, kỳ thực ta đã gặp nàng hai lần, một lần ở Tế Nam Nhị cửa nhỏ miệng, một lần ở Đại Lý Nhà Ga. Mặt tích đồng kinh ngạc ngẩng đầu, Du Tùng không giấu vết thoát thân, hai tay vẫn là nắm cánh tay của nàng, lúc đầu ta tưởng là trùng hợp, một lần trùng hợp không đủ, lại cho lần thứ hai, nếu như không được, có lẽ còn có tiếp theo. Cho nên ta minh bạch, khi căn bản không phải trùng hợp, mà là mệnh định vô luận năm đó nàng ném không ném, kết cục đô như nhau. Ánh mắt của nàng ước. Nếu như ta trước biểu lộ, còn có thể như nhau sao? Du Tùng chỉ nói. Ta yêu nàng. Mặt tích đồng ngẩng đầu, khóe mắt lệ rốt cuộc rơi xuống, kia ba chữ làm cho nàng bất chiến mà bại, có lẽ căn bản không ai cho nàng chiến cơ hội, trong bọn họ gian thủy chung dung bất tiến bất luận kẻ nào, yêu hận gút mắt 17 năm, cho dù hận oán giận, vẫn đang vô pháp dứt bỏ lão thiên cho cái trắc trở vòng một đại công vòng vòng vo vo vẫn là mệnh định kết cục ta hiểu được nàng biến mất lệ cười hạ ca ngươi hội hạnh phúc hai người vào cửa mọi người đã ở bàn ăn vào chỗ du mẫu dọn xong bát đũa cười thế nào cùng nhau về du tùng cúi đầu đổi giày hút thuốc xong trạm dưới lầu đợi tích đồng một hồi Du mẫu lại tượng thuận miệng hỏi, cũng không nghe hắn nói cái gì, gọi du phụ. Vội vàng, đem rau thơm gột rửa cái nút lý, này liền ăn cơm. Bầu không khí so với mới vừa vào cửa lúc hòa hợp, trên bàn cơm cười cười nói nói, vui vẻ, mặt tích đồng nói một chút tòa soạn báo lý chuyện lý thú, tâm tình cũng so đo trước hảo. Du mẫu nấu ăn ngon miệng, nàng không phải dịch châu nhân, lại chuyên môn vì dư nam học làm bàn ti bánh. Dư nam đã đến thai trung kỳ, khẩu vị lại miệng rộng vừa vội, có thể ăn rất nhiều. Du Tùng ngồi nàng bên cạnh, giơ tay lên cho nàng múc một chén cá trích canh, mặt tích đồng đứng dậy, ca. Nàng ngăn trở hắn, ta đến đây đi. Hắn còn tồn mấy phần cảnh giác, trầm xuống mắt thấy nàng. Mặt tích đồng cười hạ, nhận lấy bát, múc nơi thịt cá kể cả nhũ bạch canh nước cùng phóng trước mặt nàng. Dư Nam nhìn nhìn nàng, tự minh bạch cái gì, cười nhạt. Cảm ơn. Mạc tích đồng cuối cùng chống lại ánh mắt của nàng không khách khí sau khi ăn xong ngồi khoảnh khắc Mạc tích đồng cùng hoàng di cáo từ hồi sát vách du mẫu cấp hai người trải giường chiếu du tùng ngăn cản nói mẹ không vội sống chúng ta bất ở ở đây dư nam kinh ngạc nhìn hắn hắn đối du mẫu nói hồi ta chỗ ấy ngươi chỗ ấy không ai chiếu cố tưởng nha đầu quay đầu lại thỉnh cái bảo mẫu ngài luôn luôn đi xem liền thành Du Tùng nói. Ta chỗ ấy ở phương tiện. Du Mẫu nghĩ nghĩ, cũng là. Nàng thả tay xuống đầu chăn đơn, đi trong phòng lấy dạng đông tây ra, để cho Dư Nam, đây là tiểu Tùng sổ hộ khẩu, trừ thời gian các ngươi đem chứng lĩnh, hôn lễ đẳng đứa nhỏ sinh lại làm, ngươi nói xem. Dư Nam đạo. Ngài định đi. Du Mẫu cười. Tốt lắm. Theo Du Gia ra, đã 10 giờ, trên đường đèn tắt, mọi âm thanh đều tịch hai người đi bộ đi bãi đổ xe bôn ba một ngày dư nam không thể so trước đây thể lực có chút chống đỡ hết nổi ngồi vào trên xe nàng một nghiêng đầu liền đã ngủ tỉnh lại nửa lúc nàng đặt mình trong một mềm mại sàn đầu giường mở ra nhu hòa đèn có người ở nàng tráng thân miệng dư nam mở mắt du tùng gắn vào nàng phía trên nhìn chằm chằm nàng xem dư nam hỏi tới ngủ được chết thật Du Tùng thân môi của nàng. Cho người bán cũng không biết. Dư Nam còn mơ hồ, bàn tay che môi của hắn đẩy xa, lật cái thân đưa lưng về nhau hắn. Không tiếc ta, cũng luyến tiếp con trai của ngươi a. À. Du Tùng lừa trên người tiền, đem nàng cổ áo kéo xuống, gặm bả vai của nàng, lẩm bẩm một câu. Không tiếc, làm xong liền bán. Dư Nam hừ một tiếng, không để ý đến hắn. Nàng muốn ngủ, Du Tùng lại trong mong giờ khắc này đã lâu rồi, mấy tháng không gặp, cả ngày tâm tâm niệm niệm người này, rốt cuộc chỉ còn lại có bọn họ, hắn muốn cùng nàng trò chuyện. Chớ ngủ trước, đi tắm. Dư Nam nhắm hai mắt, bất theo tiếng. Du Tùng đi thoát nàng y phục, chạm được ngực của nàng, chỗ ấy so với trước đây còn mềm mại, Dư Nam một run run, rốt cuộc thanh tĩnh. Nàng nắm tay hắn. Biệt. Thế nào? Dư Nam cắn môi dưới. Mập, không dễ nhìn. Du Tùng cúi người, hôn nàng giái tai. Đã quên. Ta thích có thịt. Hắn chống thân thể, cẩn thận từng ly từng tí né tránh nàng hở ra bụng, đi xuống đi. Dư Nam Long chặt chân, vội vã ngăn cản, không phải muốn tắm. Đợi một lúc cùng nhau tắm. Ngươi muốn thế nào? Hắn bớt thời giờ ngẩng đầu. Ngươi nói xem. Không được dư nam nhéo hắn tóc ngắn ta sợ có nguy hiểm hắn thô thở gấp đổi cái tư thế hẳn là không có vấn đề dư nam thái độ kiên quyết ngươi khống chế không được lực đạo du tùng dừng một chút nằm ở trên người nàng bất động một lúc lâu mới chậm rãi phun ra khẩu khí mắng thật mẹ hắn muốn chết hắn ôm nàng đi phòng tắm hai người ở bên trong lắc qua lắc lại rất lâu dư nam giúp hắn hắn cuối cùng như ý một lần. Nàng trơn bị nhét vào trong chăn, không thể dùng máy sấy, Du Tùng lấy khăn mặt giúp nàng lau tóc, sát đến khô một nửa, hắn liền trên tay khăn mặt cũng tùy tiện lau đem, đầu giường đèn điều ám, hắn vén chăn lên, nằm phía sau nàng. Du Tùng thân thủ từ phía sau sờ nàng bụng, Dư Nam lúc này bất mệt nhọc, liếc nhìn gian phòng kia bày biện, hỏi. Trước ngươi vẫn ở ở đây. Ân. Du Tùng cọ cọ nàng phát đỉnh chờ ta nhi tử sinh ra, ở sửa chữa. Hoặc là ngươi nghĩ mặt khác mua một bộ cũng được. Dư Nam nói, ngươi công ty bên kia bận thế nào? Cơ bản na đến tế Nam, còn có một chút đến tiếp sau hạng một công việc để cho bọn họ đi làm. Trầm mặt một chút, Dư Nam nói, ta hiện nay vẫn không thể dời đến tế Nam đến. Liền như vậy thích lô cô hồ. Dư Nam không đáp, nghĩ khởi lúc trước. Du Tùng lần đầu đi vào trong đó, khu phong cảnh cửa, nàng mua vé trở về gặp hắn đang hút thuốc lá, xung quanh sương mù mờ mịt, hắn bán dựa cửa xe, nhìn về phía phương xa, con người đen trầm mà tỉnh, bên trong chiếu ra thiên nhiên màu sắc, hắn nói câu. Nơi này không tệ. Một đường đến, hắn lần đầu tiên có đánh giá như vậy, mà nàng nhưng vẫn nhớ kỹ. Liền bởi vì những lời này, bằng hữu đưa ra làm cho nàng tiếp nhận khách sạn, do dự luôn mãi, nàng mới bàn hạ, dư xá. Ta cảm thấy cũng rất tốt. Du Tùng ở nàng trên bụng vẽ quyển nhi. Vậy trước tiên hai đầu nhi ở, ta nhiều chạy chạy. Dư Nam nhàn nhạt cười hạ, hắn khởi động thân, nhi tử vị lai được tế nam, hắn muốn lên học, huống chi mẹ ta ở chỗ này, có thể giúp chiếu cố. Nàng xoay người lại. Nhưng hàng năm ta muốn dẫn hắn trở lại nhìn bà. Du Tùng vương tay. Thành giao. Dư Nam, Thiết Thanh, cuối cùng vẫn là giơ tay lên cùng hắn huyết hạ. Tháng 11, Dư Nam thuận lợi sinh sản, như hắn thỏa nguyện, là một bé trai. Du Tùng ôm bàn tay đại đứa nhỏ không chịu rời tay, rất lớn nam nhân, nói chuyện nhỏ giọng ấm ngữ, không dám lại phun nửa chữ thô tục nhi. Dư Nam ở cử ở tế Nam làm, đứa nhỏ quá nhỏ nhất thời hồi lâu nhi không thể quay về, nàng chuyên tâm ở nhà mang đứa nhỏ. Mua tân phòng, lại bắt đầu trang tu dọn nhà làm vệ sinh, dư nam theo hắn trong ngăn kéo phát hiện cái vải nhung hộp, màu đỏ sậm, mặt trên tà treo một cùng màu hệ giải lụa, mơ hồ có chút quen mắt, nàng nhất thời hiếu kỳ, mở ra xem, ngoài ý muốn có chút đánh trống ngực. Bên trong nằm một phương con dấu, hai ngón tay khoan, ngón trỏ trường, toàn thân rau chân vịt lục, cùng hắn đưa cho nàng cái kia giống nhau như đúc, chỉ là đồ án bất đồng, mặt trên điêu hai gấm lý, đầu đuôi tương liên ở sóng biết trung khéo léo bơi, chạm trổ thượng thừa, trông rất sống động. Phía dưới dùng chữ truyện khắc, du tùng hai chữ. Dư Nam nhìn một chút, có người từ sau hoàng quá hông của nàng. Hắn thấp giọng nói, cùng ngươi là một đôi nhi. Dư Nam nói, thực sự là bạo khiển của trời, hảo hảo một khối nguyên thạch bị ngươi làm hại. Không có gì so với này vô giá. Hắn long chặt mấy phần, tế tinh miệng mật hôn vào nàng trên cổ, Đầu hơi chút dời kỹ tất, đối nàng tai. Thích không? Nàng cười nhạt không nói, nhìn kia mai xinh xắn con dấu, dơ lên. Ngoài cửa sổ nhật quang nhu hòa, xuyên thấu nó góc cạnh, mang ra minh diễm xanh biết sắc. Của nàng danh, khắc vào hắn tùng thượng, hắn danh, dung tiếng nàng lại lấy sinh tồn trong nước. Đây đó gắn bó, bất phân không rời. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 Phiên ngoại nhị Không thể buông tha Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Canh gác giả tình yêu quỷ thành lập đã có 2 năm, thứ 3 năm, có bạn trên mạng truyền thứ nhất tin tức đến trang web, hắn kỵ hành kinh quá vàng vũ huyện mổ cái không biết tên hương trấn, trên đường gặp được tên khất cái, một người nam nhân mang đứa nhỏ, bộ dạng khả nghi. Theo hắn miêu tả, nam nhân xuyên một củ nát ngụy trang khố, trên người bán tay áo rửa nhìn không ra màu sắc mặt đen thân cường thể tráng phát triển trái ngược trong lòng đứa nhỏ xanh sao vàng vọt ốm đau bệnh tật nhìn xuống đi chân trái ống quần vắng vẻ theo rễ đánh cái kết tiểu hài là một tàn tật lừa hữu nhận ra hắn rất giống ở canh gác giả trang web thượng đăng ký quá mất tích nhi đồng cho nên vụn trộn vỗ tấm hình truyền tới trên mạng tìm xin giúp đỡ dư nam bên này nhận được tin tức lập tức liên lạc mất tích nhi đồng mẫu thân Kinh xác nhận, hoài nghi là mất tích lúc chỉ 4 tuổi khúc tiểu lỗi. Tình thế nghiêm trọng, vội vàng liên lạc lúc đó theo vào này khởi vụ án cảnh sát, trùng hợp lúc này du tùng ở Vân Nam, hắn bồi nàng cùng đi. Ngày hôm sau, đoàn người chạy tới Phàn Vũ huyện. Đó là một thập phần rớt lại phía sau trấn nhỏ, xung quanh đàn sơn vây quanh, trên núi thảm thực vật xanh ung tươi tốt, liếc mắt một cái nhìn không thấu, ngẩng đầu là miệng chén đại thiên, nhà rách nát, dê bò khắp nơi kéo tác, trên đường phố liền một thập tự tương giao lộ, phùng cuối tuần, ven đường đều là tập hợp nhân, thét to nghe không hiểu nhiều phương ngôn. Trấn rất nhỏ, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể vọng đến đầu cùng, bọn họ căn bản không đụng tới bạn trên mạng trong miệng nhắc tới một lớn một nhỏ. Ở Phàn Vũ huyện dừng năm ngày, từng nhà điều tra cẩn thận lại không hề thu hoạch, càng nhiều nhân ở chỗ này chỉ là hao tổn thời gian, cảnh sát nhân dân sớm trở lại. Khúc mẫu không muốn vứt bỏ một đường sức sống, khăng khăng ở lâu mấy ngày, Du Tùng cùng Dư Nam liền cùng lưu lại. Này thiên trạng vạn, mấy người theo trên đường về, vẫn đang không thu hoạch được gì, ăn cơm xong, hướng tô ở dân xá đi. Đâm đầu đi tới một người, sắc trời mờ tối, mơ hồ nhìn lại, chỉ có thể phân biệt người tới thân hình dị thường cao to, cùng quanh mình khô quắc thôn dân so sánh rõ ràng. Du Tùng bước chân vi đốn, Dư Nam hình như có sở phát hiện, liếc hắn một cái, lại theo tầm mắt của hắn nhìn sang người nọ kháng cái vải bố túi hơi chút thiên cuối thấp đầu tay trái thượng kẹp điếu thuốc yên lặng đi hắn xuyên kiện rửa được phai màu màu đen ngắn tay vạt áo một góc tùy ý dịch ở lưng quần lý eo bụng kính gầy có lẽ là kiền quen việc nhà nông cánh tay vân da căng lưu loát lõa lồ bên ngoài da thịt đen lại chắc du tùng quan sát hai mắt ánh mắt rơi xuống đi không khỏi mâu quan sát bén người nọ hạ thân là điều ngụy trang khố chân thạc trường, khiên vật nặng, nhịp bước vẫn đang vững vàng. Du Tùng dừng lại bất động, Dư Nam cùng khúc mẫu cũng chú ý tới, theo dừng lại bộ. Người nọ càng đi càng gần, cuối thấp đầu, ti không thèm quan tâm xung quanh động tĩnh, nhưng sinh ra chớ tiếng khí tràn lại phá lệ mãnh liệt. Quán ven đường phiến kêu la náo nhiệt, có người da sớm giấy lên mờ nhạt đèn, sắc trời tranh tối tranh sáng, xung quanh bụi cây đen tối. Sát bên người mà qua, không khí ngưng trệ vài giây người nọ trên vai vải bố túi động hạ bên trong lại là cái vật còn sống du tùng bất ngờ lao ở tay hắn cánh tay trở lực muốn so với hắn trong tưởng tượng đại một chút người nọ dừng lại thân chưa động quay đầu lại liếc nhìn hắn huynh đệ du tùng cười có hỏa nhi sao mượn một hắn nhìn hắn nửa khắc động hạ theo trong túi quần lấy ra cái bật lửa đưa cho hắn Du Tùng nhận, đốt yên, cái bật lửa không trả lại, ở trong tay thưởng thức nhi trận, đó là khoảng màu bạc kati, hạn chế bản, có lẽ là niên đại cửu viễn, biên giác đã ma rất sơn, vật sang quý, cùng hắn lối ăn mặc này thập phần bất phối hợp. Du Tùng lại ngẩng đầu liếc hắn một cái, trả lại, tạ, không khách khí. Hắn xoay người muốn đi, Du Tùng tiến lên một bước, đúng rồi, đánh với người nghe chuyện này nhi. Đối phương nhìn hắn hắn nói. Chung quanh đây có một tên thất cái, bên người mang một bốn năm tuổi tiểu hài nhi, du tùng dừng một chút, quan sát phản ứng của hắn, người nọ cùng ngươi thật giống, mạnh nhất tráng, cũng xuyên điều ngụy trang khố, ngươi thấy chưa từng thấy. Chưa từng thấy. Du tùng Nga, Thanh, hút một ngụm yên, hương yên kháp ở đầu ngón tay, tiện đường chỉ chỉ hắn bả vai, tùy ý hỏi. Khiên nặng như vậy gì đó, là cái gì? người nọ ánh mắt một trận chuyển hướng du tùng trên dưới quét mắt nói một cái heo dê con giọng nói nghi rơi bên trong heo dê con pha bất mãn ra sức xoay động người nọ hướng bao tải thượng trọng trọng vỗ đem một tiếng kêu đau đớn bên trong yên tĩnh ai cũng nghe được thanh âm kia bên trong căn bản không phải cái gì heo dê con mà là một người khúc mẫu đỏ mắt muốn xông lên dư nam thân thủ ngăn cản thấp giọng nói đại tỷ, trước bình tĩnh, nhìn nhìn lại nói, ở đây nhiều người, nếu là hắn kia bọn buôn người căn bản chạy không được. Khúc mẫu cắn răng, dùng sức siết chặt dư nam cánh tay, nước mắt cố nén trở lại. Du tùng mảnh hút một ngụm yên, dùng hai ngón tay nghiền diệt ném trên mặt đất, hắn liễm cười, lại ngẩng đầu lúc ánh mắt trở nên lợi hại, nguy hiểm, điện quan hỏa thạch gian, bầu không khí thay đổi. Du tùng Nghỉ ngơi một chút, khiên nhiều mệt nói chưa xong, hắn đột nhiên kéo lấy hắn bả vai bao tải, đối phương không hắn nhạy bén, lực lượng so với hắn túc, lần này không duệ động, hắn một tủng, du tùng cởi tay. Người nọ lui về phía sau khai một bước, thanh âm trầm ổn. Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Du Tùng không nói, một cước đạp quá khứ, ở giữa đối phương ngực, người nọ vất vả nhi lui về phía sau nửa bước, một tay bắt được hắn mắt cá chân hướng bên cạnh xé ra ném, du tùng nhân thể lăn nửa vòng nhi, ra chân quét ngang đối phương hạ bàn, người nọ khiên vật nặng, hành động bất tiện, miễn cưỡng tránh thoát. Du tùng rèn sắt khi còn nóng, ra quyền lại mau lại ngoan, đối phương chỉ có thể phòng thủ lại vô lực tiến công, xác thực bị kỹ nắm tay. Bên cạnh tụ tập trong lúc rảnh rỗi người xem náo nhiệt, tam hai một đống nhi, chỉ rõ. Cuối cùng, người nọ bức nóng nảy, đem bao tải ném xuống đất, toàn lực ứng chiến. Bao tải chạm đất, phanh nhất thanh muộn hưởng, kèm theo thét chói tai, sau đó bên trong dãy dụa rống khởi đến. Đại gia ngươi, nhà quê. Bên kia đánh nhiệt liệt, người nọ tự hồ thấp cười thanh, nói. Bất quán ta, là có người tìm phiền toái. Dư Nam cùng khúc mẫu nhìn nhau mắt, chạy đi cởi dây, bên trong dãy động mấy cái, lộ ra cái đầu. Đơn giản nhanh nhẹn tóc ngắn, cạn lanh sắc, hai tay dùng dây thừng cột, cùng nhắc tới, dơ dơ trên trán sợi tóc, lộ ra linh động mắt lóe quang xấu hổ lại bất nại nhìn lại không đến 20 tuổi là một cô nương cô nương cao mày trừng dư nam ngươi ai a à? dư nam sửng sốt không lý nàng đứng lên đừng đánh không ai nghe của nàng du tùng lại trống lên thanh tìm lộn người bên trong không phải khúc tiểu lỗi du tùng động tác phi trệ phân thần ăn người nọ một ký quả đấm, cái này không nhẹ, đầu hắn, ông, một thanh âm vang lên, chần chừ kia vài giây, bị đối phương chiếm đi thượng phong, một quá vai ngã, du tùng ngã xuống đất, ngực bị hắn đầu gối để ở, hắn nâng cánh tay phòng ngự, vừa đánh toàn bộ ai về. Dư Nam trong lòng rung lên, không tự hỏi, bản năng sao khởi bên cạnh gậy gỗ, hung hăng hướng người nọ trên lưng kén đi. Phanh một tiếng, tượng bị người ấn tạm dừng cái nút, thế giới dừng lại, vài giây hậu, khôi phục truyền phát tin, lại là một đoạn gậy gỗ đùng rơi vào đá phiến trên đường. Khi căng gậy gỗ ngủ xích trường, chừng hài đồng thủ đoạn thô, đập vào người nọ trên lưng, lại tượng lấy trứng chọi đá, cắt thành hai đoạn. Dư Nam có chút kinh ngạc, nắm một nửa gậy gỗ tay đô chấn đã tê rần. Hai người kia rốt cuộc dừng lại, liền tư thế, song song hướng nàng xem qua đến. Du Tùng mâu quan sáng loáng lượng, thưởng thức cười, thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị, chém ra một quyền, đứng ra đứng lên. Ai cũng không phục, mắt thấy lại muốn kiền đến cùng nhau. Đô dừng tay cho ta. Dư Nam hô to một tiếng, yên tĩnh vài giây, nàng nhấp môi dưới, thấp giọng nói. Có lẽ là cái hiểu lầm. Người nọ cười lạnh thanh, huy khai nhéo du tùng tay, hoạt động một chút vai, ánh mắt đối dư nam, trên cao nhìn xuống quét lại quét. Vô pháp xong việc, Dư Nam đành phải ném đi gậy gỗ, lặp lại nói. Xin lỗi, hiểu lầm. Người nọ không có động tác, vẫn là nhìn nàng. Trên mặt đất một đạo lanh lãnh tiếng cười, kỳ quái đạo. Thật có thể trang, bình thường ngươi đối với nữ nhân cũng chưa bao giờ khách khí, hiện tại không nói tiếng nào, thối nhà quê trang cái gì thân sĩ đâu. Người nọ ngừng vài giây, dời ánh mắt, trầm mặt đi tới bao tải bên cạnh, ngươi cũng coi như nữ nhân hắn đè lại đầu của nàng đẩy, thu nhỏ miệng lại, trắc chặt, động tác thô lỗ, một chút cũng không dịu dàng. Cô nương muộn thanh ở bên trong lẩm bà lẩm bẩm. Hắn xoay người lại, mở miệng nói. Nghĩ dừng liền dừng, nghĩ đánh liền đánh, trên đời nào có này lý nhi. Đánh liền là đánh, du tùng đã trúng kỹ quyền cũng không thoải mái, lẽ thẳng khí hùng đạo. Dù thế nào? Nghĩ lại đến một ván. Đối phương khiêu khích sợ ngươi không phải đối thủ du tùng muốn thoát áo khoác luyện một chút lại nói bầu không khí giằng co bên cạnh vây thôn dân càng ngày càng nhiều dư nam ngầm kéo du tùng hướng về phía người nọ chúng ta có lỗi trước đây kiểm đạo qua đánh nhau cũng không ai chiếm được ưu thế dù cho huề nhau nàng dừng một chút thêm một câu hoặc là chúng ta có thể cho ngươi thích hợp bồi thường ngươi thấy thế nào không được tốt lắm dư nam vậy ngươi muốn thế nào? Hoàng trả đến. Du Tùng hừ cười. Ngươi nằm mơ đâu? Dư Nam không muốn sẽ đem sự tình náo đại, dành trước nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ở đây nhiều người, trấn thượng tổng nên có một quản sự nhi nói chuyện, nếu như tìm người phân xử, nàng vừa nhấc cầm, hướng về phía trên mặt đất bao tải. Sợ rằng muốn nhấc lên trắc trở, ai cũng phiền phức hai người quan hệ tổng lộ ra điểm nhi phi so với bình thường dư nam nhìn hiểu nói cũng điểm đáo vi chỉ người nọ trầm con ngươi nửa khắc theo trên mặt đất lục lọi trận nhặt lên một cây đè ép hương yên hai ngón tay chà sát viên bắn đạn lại biệt hồi sau tai hắn cuối cùng liếc mắt nhìn du tùng lại nhìn dư nam không nói chuyện nâng lên bao tải đi xa một gian phòng ốc sơ sài một chén cô đèn trên trấn liên tượng dạng lữ quán cũng không có bọn họ ở tại dân cư cải tạo khách sạn lý khúc mẫu ở sát vách phòng sớm đã ngủ hạ dư nam rửa xấu hoàng du tùng còn dơ di động tìm tín hiệu vừa điện thoại thông đến phân nửa liền đoạn rụng trên trấn tín hiệu sai mặc dù thông cũng chỉ có tư tư điện lưu thanh du tùng xuyên giày đi ra ngoài dư nam đi đâu đi nhi cửa quầy bán quà vặt gọi điện thoại nghĩ con ta Dư Nam không ngăn, nhàn nhạt cười hạ. Du Tùng chỉ điểm đi mấy phút liền về. Dư Nam. Nhanh như vậy. Ân. Hắn cởi tê, sớt, quan cánh tay, nhi tử ngủ. Đêm hôm khuya khoắc, không cần nghĩ cũng đoán được đến. Hắn ngạnh nhượng Du Mẫu đem điện thoại dơ lên tiểu gia hỏa bên gối, nghe nửa ngày như có như không tiếng hít thở, mới hài lòng cắt đứt. Ngươi cũng không nhìn mấy giờ rồi du tùng liếc nhìn di động đích xác rất trễ đi ngủ giúp ngươi xoa một chút dư nam bưng tới nước nóng giúp du tùng thanh lý trên mặt thương trong trí nhớ của nàng hắn ai nắm tay xác suất thực sự quá nhỏ hôm nay hai người này đồng dạng cao to khôi ngô kiền khởi giá đến quả thực tương xứng treo điểm nhi tiểu thương cũng không thể tránh được du tùng chỉ mặc điều góc bẹt khố không người ngồi ở mép giường đôi chân vén thẳng tắp đáp trên mặt đất có vẻ thân hình càng thạc trường. Dư Nam trạm hắn trước người, chấm một chút nước nóng. Người này kỳ quái, lộng cái cô nương trang bao tải lý. Du Tùng hừ nói. Có bệnh. Trên mặt hắn có hai nơi thương, khóe miệng sưng lên thật cao, mắt sung huyết, viền mắt một vòng nhi thanh màu đỏ. Dư Nam đau lòng, động tác tận lực nhẹ nhàng chậm chạp. Hạ thủ đủ nặng. Hắn cũng không chiếm được tiện nghi, thương không thể so ta thiếu xúc động không nói, cãi lại ngạnh. Dư Nam lường hắn một cái, lành lạnh đạo. Hắn đeo cá nhân, các ngươi còn đánh hòa nhau, mặc dù thắng, cũng không có gì hay khoe khoang. Ngươi kêu ta, tài trí thần. Dư Nam nói thầm một câu. Mượn cớ. Du Tùng cắn hạ má thịt, lôi chuyện cũ, hắn nhìn ngươi vài lần. Ta xem đi trở về. Du Tùng lạnh lùng hừ ra cái âm mũi, siết chặt nàng mông đưa đến trong lòng, ngoan kính xoa xoa. Đừng tìm đánh. Dư Nam oai trong ngực hắn nhìn hắn một hồi, cười hỏi. Ai tìm đánh? Nàng ném khăn mặt, câu ở cổ của hắn. Hai người tư thế, Dư Nam trạm hơi chút cao một chút, nàng môi mỏng lượt khai, lộ ra một nửa doanh bạch hàm răng, sỉ hé mở, mơ hồ có thể thấy phấn nộn đầu lưỡi tim. Dư Nam nghiêng đầu, thùy con ngươi nhìn hắn, đen bóng trong mắt lóe ra say quang, ánh mắt kia quyến rũ lại trêu ngươi hắn đáp ngươi tìm đánh tốt dư nam nói ngươi cũng đem ta trang bao tải lý câu này nói về hoàng lại vô đối thoại sáng sớm ngày hôm sau mệt mỏi nhân trễ khởi một giờ du tùng đã mãi hảo tảo điểm thu thập hành lý hôm nay chuẩn bị trở về đi dư nam rửa xấu hoàng đi bên cạnh gian phòng tìm khúc mẫu trên bàn bánh màng thầu lạnh một ngụm chưa động thấy nàng tiến vào, khúc mẫu ánh mắt trục rời, lau mặt. Tiểu dư, nếu không chúng ta lại đãi hai ngày đi. Dư nam đi bên người nàng tọa hạ, bất phải nói cái gì. Khúc mẫu ánh mắt kỳ cánh, nhìn chầm chầm nàng, ở u ám trong phòng, tượng một đạo thứ nhân quan. Dư nam cúi đầu, mặt mặt, nói. Này hỏa nhi nhân hẳn là xung quanh ăn xin, ở đây thâm sơn cùng cốc, bạn trên mạng đụng đầu lúc, bọn họ có lẽ chỉ là qua đường ngươi cũng nói có lẽ, vậy cũng hứa bọn họ vẫn ở chỗ này đâu. Dư Nam sẽ không an ủi nhân, ăn ngay nói thật. Trấn cũng không nhiều lắm, ngày đó cảnh sát đã ai hộ gặn hỏi quá, căn bản là chưa từng thấy người kia. Có lẽ không ai chú ý, hoặc không muốn nói. Dư Nam há miệng, đối mặt như vậy mẫu thân, lại cũng nói bất ra một câu nói. 9 giờ, còn là phải ly khai. Trấn hẻo lánh, bốn phía đều là lục rờ rỡ sơn, căn bản không có lộ. Lái xe bất tiến vào, bọn họ đi bộ ra, phiên quá mặt đông sơn, xe liền dừng ở bên kia nhi đường cái thượng. Ngày hôm đó là thứ bảy, trên trấn có tập, càng xa xôi thôn dân lôi xe lừa đến, nhà mình loại mới mẻ rau trái cây lê đào toàn bộ đôi trên mặt đất, cũng có bán một chút kim chỉ oa bác bầu chậu, đoàn người nối gót, thép to thanh hết đợt này đến đợt khác, so với bình thường náo nhiệt rất nhiều. Ba người đi. Khúc mẫu nghiêng đầu nhìn chầm chầm một quầy hàng phía sau nhìn, bước chân dần dần chậm lại, sau đó bỗng nhiên dừng lại, ở hai người không kịp phản ứng lúc, nàng đột nhiên triều phương hướng kia chạy đi. Kia phía sau ngồi cá nhân, ngụy trang khố, củ áo lót nhi, da hắc hồng, thân hình lại cao lại tráng, trong ngực hắn nằm đứa nhỏ, mặt hướng ngoại, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh ngủ. Du Tùng chỉ phản ánh hai giây, chạy đi hướng phương hướng kia chạy, dư nam chậm mấy bước. Khúc mẫu xông tới, lão đảo hít không ít người qua đường, trong miệng nứt nở, như thú bàn gầm nhẹ. Động tỉnh náo ra không nhỏ, hấp dẫn vô số người ánh mắt, chỉ ngắn vài giây, con đường này bị vây chật như nêm cuối. Nàng khuyên thân đi cướp người nọ trong lòng đứa nhỏ, nam nhân cố định thượng phản ứng hơi nhanh một chút, trong lúc nhất thời hai người lôi kéo, ai cũng không chịu buông tay. Đứa nhỏ bị làm tỉnh lại, phân không rõ tình hình, hoa hoa khóc lớn nam nhân một ùn ụt khởi đến đem khúc mẫu đẩy ra xoay người rời đi khúc mẫu không hắn khí lực đại lại bổ nhào tới kéo hắn y phục dắt hắn ống quần nửa quỳ bị lôi ra đi mấy bước nàng kêu khóc tiểu lỗi tiểu lỗi ta là mẹ ngươi người này ra đứng lại ngươi đưa ta đứa nhỏ nam nhân khẩu âm rất nặng nhanh lên một chút buông tay đâu tới bệnh tâm thần bên cạnh đều là người xem náo nhiệt làm thành quyển nhi, khúc mẫu hướng về phía mọi người, hắn là bọn buôn người, bắt cóc con ta hơn 2 năm, năm ấy hắn vừa mới 4 tuổi. Thực sự, ta là mẹ hắn. Trong đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, có chỉ rõ, có sắc mặt lãnh đạm, chính là không ai chịu ra lời nói nói. Nam nhân bỏ qua khúc mẫu. Cút ngay. Lại lần nữa cất bước, bỗng nhiên, trước mặt đã trúng một cước. Đứa nhỏ tuột tay, hắn một mông ngồi dưới đất, trước mặt ánh nắng bị che khuất một cao cao lớn lớn nam nhân chặn ở tiền phương khúc mẫu bò dậy theo du tùng trong tay đoạt lấy đứa nhỏ hết sức long trong ngực trung hắn muốn so với bạn cùng lứa tuổi nhẹ rất nhiều tay nàng đặt tại trên đùi hắn hoảng sợ chân đâu tiểu lỗi đã hơi tiệm dừng lại khóc mờ mịt nhìn trước mặt mẫu thân nhất thời nhận không ra khúc mẫu không dám tin tay run rẩy vừa sờ sờ nữa chân đâu chân đâu nàng kỹ gần sụp đổ. Tiểu lỗi, ta là mẹ. Mau nói cho mẹ, chân đâu. Khúc tiểu lỗi nhìn mẫu thân, rốt cuộc, qua một tiếng khóc lên, lại đã quên thế nào gọi mẹ. Du Tùng nắm chặt nắm tay, triều kia bọn buôn người hung hăng đá tới. Bọn buôn người che ngực, mắt chuyển chuyển, phản bác nói. Đó là ta đệ, từ nhỏ tai nạn xe cổ cán gãy chân, xem bệnh hoa đi vài vạn, cha mẹ chết sớm, tiền đều là mượn, không có biện pháp ta mới dẫn hắn ăn xin. Hắn sau này có mấy bước, thoát ly du tùng phạm vi, đứng lên. Đại gia giúp ta làm chủ, đây là người bị bệnh thần kinh. Ngươi nói dối, tiểu lỗi là con ta, hắn họ khúc. Nam nhân hướng về phía đoàn người. Đệ đệ ta họ hà, ta kêu hà chí quốc, hắn gọi hà chí cương. Khởi điểm, mọi người thờ ơ, dần dần, bắt đầu thì thầm, có người gật đầu, có người biểu tình phấn khởi nói bậy, đại gia đừng nghe hắn, khúc mẫu mảnh lắc đầu, ông chặt tiểu lỗi sợ rằng bị cướp đi, nàng bệnh tâm thần rống. Ngươi người này ra, đưa ta tiểu lỗi chân. Tiếng nghị luận lớn hơn nữa, nhân ai nhân, cấu thành một đạo bức tường người, ai cũng chạy không thoát. Dư Nam hướng tiền đi vài bước, theo bao trung lấy ra mấy thứ đông tây, mở ra, cấp người chung quanh sáng lượng, khúc tiểu lỗi giấy khai sinh minh cùng sổ hộ khẩu, còn có cảnh sát con dấu văn kiện đủ để thuyết minh tất cả, bọn họ rốt cuộc tin. Không thể cứu vãn, bọn buôn người đột nhiên lao ra đoàn người, chạy đi liền chạy. Thông dân bị đụng ngã lăn mấy, du tùng đuổi theo, có nhiệt tâm nhân cũng chạy theo mấy bước, có thì ngồi sổng xuống an ủi khúc mẫu. Lộ vốn cũng không khoan, hai bên chật ních hàng vỉa hè nhi cùng xe lừa, khi nam nhân tượng trong núi lớn lên, chạy cực nhanh, du tùng cùng hắn giật lại cách. Mắt thấy bọn buôn người liền muốn chuyển biến biến mất, Du Tùng mắt sáng ngời, khúc quanh một đạo thân ảnh quen thuộc đâm đầu đi tới, người nọ khiên bao tải, đồng dạng ngụy trang khố phá áo lót nhi, ba ngày lý nhìn, khuôn mặt lại tuấn lãng mấy lần. Du Tùng hô to, bắt được người nọ. Ngụy trang khố nghe thấy thanh âm, vô ý thức nhất chân ra quyền, bắt được rất nhanh di động nhân. Cách đoàn người, bốn mắt nhìn nhau, vừa nhìn là Du Tùng, trục lại phóng mở tay ra. Bọn buôn người lão đảo đứng dậy, hướng trên núi trong rừng chạy. Du Tùng ám mắng, phục lại đuổi theo ra đi, gặp thoáng qua, hắn không thấy hắn, một trận gió theo chạy vào cánh rừng. Ngụy Trang khố mị hí mắt, bắt được phía sau cùng người tới. Dư Nam bị hắn xả nhoáng lên. Hắn hỏi, khi người nào? Bọn buôn người. Ngươi xác định. Nếu không đâu. Dư Nam liếc hắn liếc mắt một cái. Đường đóng phim đâu. Ngụy Trang khố một nghẹn, trầm mặt một chút. Dư Nam tủng cánh tay. Buông tay. Người nọ ngẩng đầu nhìn nàng, dừng một chút, buông tay ra. Ngươi giúp ta nhìn. Hắn lượt một câu nói, ném xuống bao tải, theo chạy ra đi. Dư Nam cúi đầu nhìn kia túi, bên trong cô nương tay đấm chân đá, khuyên thuyên lại lầm bầm một trận. Lại ngẩng đầu lúc, phía trước là toàn động đầu người, Ngụy Trang khố đã không ảnh nhi, biến mất ở trong rừng. Trong rừng, người nọ cùng ném. Trên núi đều là chọc trời cổ thụ, lá xanh che nhật, bụi cây đủ eo, nghĩ náo mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Du Tùng không phải trong núi lớn lên, loại tình huống này cùng người đỏ sức căn bản không ưu thế. May mắn ngụy Trang khố trước tìm được hắn. Bất nói nhảm nhiều, cũng không quá nhiều giao lưu, hắn triều hắn so với mấy động tác tay, Du Tùng gật đầu, lúc này hai người thần kỳ có ăn ý. Ngụy Trang khố vén khởi ống quần, hướng trên tay phun một bãi nước miếng, chà sát, mấy bước chạy lấy đà, hai tay chống đỡ thân cây, bước chân mượn lực, viện thân cây liên bò hơn 10 mét. Hắn thân thủ mạnh mẽ, toàn bộ động tác sạch sẽ lưu loát, lặng yên không một tiếng động. Du Tùng đứng dưới tàn cây nhìn hắn, nắm tay để ở môi, không được tự nhiên nhẹ nhàng giọng nói. Hắn tìm cái chặt tọa hạ, mục như gương bén, nín hơi quan sát xung quanh động tĩnh trong rừng cây im ắng, thỉnh thoảng mấy tiếng chim hót, nghe qua lanh lảnh mà xa xôi. Không vài giây, xa xa bụi cây hơi lắc lư hạ, lá cây sàn sạc. Hắn mâu quan hơi co lại, hơi nhếch môi, triều du tùng chỉ cái phương hướng, bàn tay xuống phía dưới đè, lại dựng thẳng lên vòng cái công nhi, ra hiệu hắn lặng lẽ quá khứ, chính mình theo trắc diện bọc đánh. Du tùng nhẹ nhàng đẩy ra cành cây, nhịp bước thông thả, cẩn thận từng ly từng tí na quá khứ càng ngày càng gần, bọn buôn người hành tích bại lộ, đơn giản bất cứ giá nào, một mảnh phát, đem Du Tùng gục. Hai người ôm cút khỏi mấy mét, Du Tùng khóa ngồi ở trên người hắn, chém ra một quyền, bọn buôn người chấp mũi dạng xuất huyết đến, hắn từng quyền đánh đi xuống, đầy ngập giận phẫn đô phát tiết ra. Bọn buôn người nhai thử dục nước ra, mu bàn tay hướng phía sau, Du Tùng mắt nhoáng lên, người nọ trong tay nhiều ra một thanh ngân lượng chủy thủ, triều hắn đâm tới. Du Tùng đứng ra sau này trốn, bọn buôn người bổ nhào tới, đem hắn áp trong người hạ, quơ dao nhỏ, chiếu hắn con mắt trái đâm tới. Du Tùng nắm lấy cổ tay hắn, thời khắc tối hậu, so với chính là lực lượng. Bọn buôn người hét lớn một tiếng, nghe răng đem hết toàn thân khí lực, mắt thấy mũi đao liền muốn chọc tiếng Du Tùng nhãn cầu, nghìn cân treo sợi tóc gian, chỉ thấy người nọ đột nhiên rung lên, rất rất, phiên cái bạch nhãn, triều trắc diện đảo đi du tùng hai tay vẫn đang duy trì cử giật tư thế lồng ngực rung động hô hấp dồn dập hắn bán nâng lên thân nhìn người trước mặt ngụy trang khố lập ở trước người ngăn trở tảng lớn ánh nắng trong tay nắm trăng tráng kiện cây cái cọc trên cao nhìn xuống nhìn lại hắn một lát du tùng trong mũi phun ra cái cười ngụy trang khố mặt vô biến hóa ném đi cây cái cọc không người triều hắn vương tay giờ ngọ nhiệt độ không khí thăng lên đến trong rừng oi bức ẩm ướt điểu vẫn như cũ gọi, ánh nắng đầu hạ loan lỗ bóng dáng rơi vào bụi cây giang. Du Tùng lấy đai lưng trói chặt trên mặt đất nhân. Hắn đứng dậy, hắn hỏi. Thực sự là bọn buôn người. Hẳn là có thể xác định. Các ngươi tới, liền vì tìm hắn. Cũng không phải, Du Tùng lắc đầu. Tìm cái tiểu nam hài nhi, 4 tuổi ném, đã 2 năm. Bị lừa bán. Du Tùng đạp chân dưới đất nhân này đàn súc sinh bắt cốc nhi đồng không nói, đem nhân lộng tàn tật, kiếm lời gạt người. Người nọ mặt mặt. Tiểu hài nhi tìm được. Tìm được. Du tùng sờ túi, lấy ra bao thuốc lá, bên trong vừa vặn còn còn lại hai chi, đãng bị đè ép. Giới không để ý. Hắn nhận lấy đi. Không chú ý. Không có hỏa nhi. Hắn sờ ra cái bật lửa, kia khoảng màu bạc ca ti, ở đây có đốt yên, hai người yên lặng chút nửa khắc. Du Tùng nói. Vừa tạ. Người nọ cười. Du Tùng hí mắt nhìn nhìn hắn, cuối cùng, vương tay. Du Tùng. Hắn phun ra vòng khói, câu khởi khóe môi, cũng thân thủ. Tần liệt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.